sáng sau khuôn màn hình để có trải nghiệm tốt nhất. Nhị hồ, Trương Quá Tỷ, sao tỷ lại đến đây? Người ta không phải muốn dưa chuột nhà ngươi sao? Trời nóng thế này, lấy dưa chuột to nhà ngươi ra cho ta giải nhiệt được không? À, ở đây à? Để người khác nhìn thấy thì không hay. Cả làng đều như tỷ, thân thể sắt đá của ta cũng không chịu nổi. Ta không chờ được nữa rồi. Người ta chỉ muốn dưa chuột nhà ngươi. Từ khi ăn dưa chuột đó, làn da của ta càng ngày càng căng mọng, còn trẻ ra được vài tuổi. Người nhanh lên đi, ngươi còn là đàn ông không vậy? Nếu không, ta đưa cho người ít bạc, được không? Cô coi ta là người thế nào? Vậy thì chúng ta nói chắc nhé. Đây là lần cuối cùng, đợi ta đi rửa. Cô ăn từ từ thôi, ta chồng nó không dễ đâu. Được rồi, cô về đi. Xuyên không trùng sinh, người ta toàn là vương quyền quý tộc, riêng ta lại là một anh nông dân trồng dưa. May mà ta có nhiều linh khí, có thể trồng ra nhiều bảo bối. Trái cả tím này, lý khí hoạt huyết, cái mướp này, cố bản sinh tân. Quan trọng nhất là chính là của dưa chuột này, chữa khỏi bệnh cho tẩu tẩu nhiều năm, quả thực là thuốc tiên. Nhị hổ, không ổn rồi, tẩu tẩu ngươi xảy ra chuyện rồi. Gì cơ? Tránh ra, tránh ra, làng trùng đến rồi. Chuyện nhỏ thôi, để ta bắt mạch trước đã. Trời nóng thế này thì phải tản nhiệt. Đại phu, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Rốt cuộc ngươi thấy được điều gì? Không được, ở đây quá ồn ào, mọi người ra ngoài hết đi, để ta kiểm tra cô ấy cẩn thận. Trời ơi, trời ơi, người bình thường sao lại thành ra thế này? Bị thứ không sạch quấn lấy rồi, chẳng trách lại co giật thế. Hóa ra là bị tà ma nhập. Phải làm sao bây giờ? Nếu cô ta cứ thế này thì cả làng chúng ta sẽ gặp họa, đều xui xẻo cả. Loại tà ma này không thể để lại trong làng được. Chúng ta trói cô ta lại rồi đốt đi. Các người làm gì vậy? Triệu Nhị Hổ, tẩu tẩu ngươi bị tà ma nhập rồi, người ta bị vật bẩn nhập, ngươi còn bênh, ngươi cố tình muốn gây sự với dân làng chúng ta. Ngươi nói bậy, tẩu tẩu ta chỉ bị động kinh thôi. Ngươi là đồ lang băm không biết gì, lại còn vu oan cho tẩu tẩu ta. Những thứ bậy bạ, ta vu oan cho cô ta chỗ nào? Cô ta bị động kinh, rõ ràng là bị vật bẩn nhập. Không đốt cô ta đi thì còn cách nào khác giải quyết được không? Đúng vậy, ta có cách. Ngươi là thầy thuốc hay là đạo sĩ? Ngươi dựa vào đâu? Dựa vào cái này. Dựa vào cái này. Triệu Nhị Hổ, Triệu Nhị Hổ, đầu óc ngươi có vấn đề à? Khi làm việc, ngươi bị lừa đá vào đầu à? Một quả dưa chuột có thể đuổi hết những thứ bẩn thỉu trên người cô ấy. Ngươi có hiểu ta nói gì không? Người cô ấy sạch sẽ, chỉ bị động kinh thôi. Được rồi, được rồi, cho là cô ấy không bị tà ma nhập. Cô ấy ăn của dưa chuột này của ngươi thì bệnh sẽ khỏi. Ngươi tưởng của dưa chuột này là gì? Thuốc tiên à? Đúng vậy, của dưa chuột chính là thuốc tiên. Ha, thật nực cười. Của dưa chuột nhà nào cũng có, sao đến tay ngươi lại thành thuốc tiên được? Hôm nay nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho cô ấy, ta sẽ quỳ xuống trước ngươi xin lỗi. Mà còn muốn bái sư? Ngươi nói, ta nói. Được. Năm ngoái làng bên có người bị bệnh điên này, phát điên lên đốt nhà mình, xít lên lụy cả làng. Không được, làng chúng ta không thể xảy chuyện ra như vậy. Nhị Hổ, người đưa tẩu tẩu đi là xong, cũng đỡ cho tẩu ấy khổ sở. Một quả dưa chuột thối mà muốn chữa bệnh mờ giữa ban ngày. Triệu Nhị Hổ, nếu người không cút ngay, ta sẽ đốt chung người với tẩu tẩu của ngươi. Ngươi dám? Tẩu tẩu, tẩu đỡ hơn chưa? Xít thì không xong rồi. Nhị Hổ, may nhờ dưa chuột của ngươi, ăn vài miếng dưa chuột là khỏi bệnh điên rồi. Thật không thể tin nổi. Nhị Hổ,
Ngươi đúng là thần thánh, những quả dưa chuột ngươi trồng, quả là thuốc tiên. Thảo đào ta nhìn xuân hoa, sắc mặt ngày một tốt hơn. Hóa ra đều là công lao của nhị hổ. Nhị hổ, người đúng là thần y. Đứng lại. Làm gì? Người nói làm gì? Quỳ xuống bái sư, quỳ xuống nhận sư phụ. Người kiêu ngạo cái gì? Ta nghe nói công chúa đương triều bị bệnh lạ, thái y viện không có cách nào, triều đình đang tìm danh y. Nếu người có bản lĩnh, hãy chữa khỏi bệnh cho công chúa. Đi đi. Chỉ là bệnh công chúa thôi mà, ta sẽ chữa khỏi. Nhưng trước đó, quỳ xuống bái sư, quỳ xuống dập đầu. Sư phụ ở trên, xin hãy nhận đồ đệ này. Nhị hổ, hôm nay ngươi lại cứu tẩu tẩu một mạng. Từ khi đại ca ngươi mất, đều là ngươi chăm sóc tẩu. Nếu không có ngươi, tẩu không biết phải sống thế nào. Tẩu tẩu, đó là việc ta nên làm. Nào, của dưa chuột này tẩu cứ ăn, đảm bảo bệnh sẽ của tẩu sớm khỏi. Nhị hổ, tẩu tẩu cũng chẳng có gì đền đáp ngươi được. Chỉ có tẩu 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 không được đâu. Cái đồ hư hỏng, người nghĩ gì vậy? Đây là tiền tẩu tẩu để dành, đem nó làm lộ phí rồi đến kinh thành. Đến lúc đó chữa khỏi bệnh cho công chúa, cũng làm rạng danh cho thôn Đại Ngưu của chúng ta. Được, đợi khi ta phát đạt, ta sẽ mua đủ loại đồ quý cho tẩu tẩu ăn. Nhất định phải mua dưa chuột, ngô, cà tím. Tẩu tẩu thích những thứ to và thô như thế, ăn vào thật đã. Nhị hổ, nếu ngươi vào cung, hãy cho họ nếm thử sức mạnh của dưa chuột. Được, cho họ nếm thử. Cái này mua về cho tẩu tẩu, cô ấy chắc chắn thích. Thiên tử có lệnh, công chúa Trường Ninh bệnh nặng, nay ra lệnh cho thiên hạ tìm kiếm danh y lương y. Bất kỳ ai chữa khỏi bệnh cho công chúa sẽ được phong quan tiến chức, thưởng vàng 100 lượng. Vàng 100 lượng. Phải mua hết hạt giống để trồng thành bảo bối, ăn vào sẽ đắc đạo thành tiên. Người không hiểu sao hay không đọc được? Trên này cần tìm danh y. Ngươi là danh y sao? Ngươi quan tâm làm gì? Ta có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa không được sao? Dựa vào ngươi, nhìn ngươi thế này, chỉ là một người nông dân cày ruộng. Ngươi biết y thuật không? Y thuật? Không biết. Ta chữa bệnh cho công chúa không cần nói vớ vẩn. Ta cảnh cáo ngươi, hoàng bảng này vừa công bố, nếu ngươi không chữa khỏi bệnh cho công chúa, cả nhà ngươi đều phải mất đầu. Ngươi cứ yên tâm, đầu sẽ không mất. Vàng này đã định sẵn sẽ rơi vào túi ta. Hoàng cung này lớn quá, tìm nhà vệ sinh cũng lạc đường. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Thôi kệ, không nhịn được nữa. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để các video mới nhất. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ, người ở đâu vậy? Bệ hạ. Ngày nào cũng bị đám thái giám nói líu lo, đau đầu không khỏi cũng phải. Đổ to gan nên ngốc từ đầu tới mà dám coi thường uy nghi hoàng gia. Người không muốn sống nữa à? Ta nói cho cô biết, ta tới đây là để chữa bệnh cho công chúa. Nếu cô tố cáo ta thì sẽ không ai cứu được công chúa. Bỏ tay vừa cầm thằng đệ của ngươi ra. Đồ dân đen to gan, thật là hỗn xược. Công chúa mắc bệnh lạ, ngay cả thái y trong cung không chữa được. Ngươi dựa vào đâu? Ngươi đâu? Sao thế? Đau đầu à? Ta có cà rốt, ăn đi, đảm bảo cô sẽ tỉnh táo. Nào,
tránh ra tên cuồng đồ. Người to gan lắm đấy. Thế nào? Đầu ta không còn đau nữa rồi. Ta không lừa cô chứ. Cà rốt này cô ăn vào đảm bảo sẽ giảm đau đầu. Lại đây. Ta thấy bệnh này của cô không phải một sớm một chiều rồi. Cô giữ bí mật cho ta. Đổi lại, ta sẽ tặng cô củ cà rốt này. Đây là loại hàng Nga tỷ trồng trên cung tràng đỏ. Trên đời này, ngay cả hoàng đế cũng không có bảo vật như thế này. Bệ hạ, có người đến, ta không nói chuyện với cô nữa. Giữ bí mật cho ta, tiểu cung nữ. Hừ, cung nữ. Tên này cũng to gan đó. Nhưng người này cũng là một kỳ nhân. Chấm bị đau đầu hành hạ nhiều năm, ngay cả thái y viện cũng không chữa khỏi. Hắn chỉ dùng một củ cà rốt đã giúp chấm giảm đau. Không được, chấm nhất định phải tìm ra hắn. Chấm muốn xem hắn còn bảo bối gì. Nếu hắn không chịu, chấm sẽ biến hắn thành thái giám. Bái kiến công công. Lần này công chúa bị bệnh nặng, các thái y trong cung đều bó tay. Đặc biệt mời các vị danh y chữa bệnh cứu người. Tại hạ Hà Đông Tiết Bình, xin dốc hết sức vì công chúa điện hạ, xoa dịu nỗi đau của hoàng thượng. Thầy thuốc giỏi nhất Hà Đông Tiết thần y, tên của ngài ta ở trong cung đã từng nghe danh. Làm phiền ngài rồi. Ta là Lý Chân ở Giang Nam, xin được tận sức giúp công chúa khỏi cơn nguy cấp. Thầy thuốc giỏi nhất Giang Nam đã đến. Nhà họ Lý các người đời đời học y, là học trò của Lý Thời Chân đời trước. Có thầy thuốc giỏi, bệnh của công chúa chắc chắn sẽ hồi phục. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đến cung điện của điện hạ xem triệu chứng đi. Mời, đợi đã. Ôi, xin lỗi, ta vừa đi ra ngoài để đi tiểu, xít nữa thì lạc đường rồi. Ngươi cũng đến chiêu mộ ngự y à? Họ tên là gì, quê quán ở đâu, kinh nghiệm bao năm? Ta tên là Triệu Nghị Hồ. Ta không phải danh y, ta là một nông dân trồng trọt ở Đại Ngưu thôn. Một tên nhà quê cũng dám tự tiện xé bản đột nhập hoàng cung. Những người đứng đây, người nào chẳng phải là y thuật cao minh, nói năng phi phàm, khí chất cao nhã. Còn ngươi, này này, cậu bé nhà quê ngâm mình trong bùn, ngươi đến đây làm gì? Mau cút đi. Hoàng bảng viết rõ ràng, tìm danh y người tài. Ta tuy không phải danh y, nhưng cũng có chút liên quan đến danh sĩ. Ngươi là cái thá gì? Một tên nông dân nhỏ bé trồng trọt, cấy lúa, không thể nào lấy mấy thứ cà dưa để chữa bệnh cho công chúa. Nếm thử của cà tím to của ta, đủ rồi. Tên nông dân nhỏ bé, hãy đi theo trước, nhưng hãy nhớ cẩn thận lời nói và hành động, nếu không sẽ phải chịu khổ. Mời các vị. Nô tài bái kiến công chúa. Các bậc hiền tài từ khắp nơi đã đến đặc biệt để giải quyết nỗi lo cho công chúa. Nào, vào xem nào. Ai chữa khỏi bệnh sẽ được trọng thưởng. Thế nào rồi, có manh mối gì không? Công công, chúng ta tài hèn sức mọn, thực sự không nhìn ra công chúa bị bệnh gì. Làm sao bây giờ? Công chúa cứ sờ bụng dưới bên phải, có vẻ như là viêm ruột thừa. Đáng tiếc là thời xưa không có kỹ thuật mổ nên thành ra bệnh nan y, ít được ghi chép lại. Không trách gì họ không nhìn ra. Còn vị cao nhân nào sẵn sàng hiến kế để giảm bớt nỗi đau của công chúa? Thôi được, để ta thử xem. Tuyệt đối không được phụ lòng tiên đế cũng như sự kỳ vọng của công công. Chỉ cần cho công chúa uống loại thuốc này là được. Cái này, công công thứ tội, kẻ hèn này cũng chẳng làm được gì. Lúc vào đây, nói năng hoa mỹ, nào là truyền nhân, nào là y thánh, kết quả để các người xem bệnh cho người ta, các người còn chẳng bằng rắm. Lũ vô dụng. Người đâu? Lôi xuống, đánh 50 đại bản. Công công tha mạng, bệnh nhỏ như vậy mà không chữa được còn không bằng một người nông dân như ta. Bệnh của công chúa, ta có thể chữa. Bệnh của công chúa, ta có thể chữa. Ngươi, nực cười,
chúng ta còn bó tay. Ngươi chỉ là một tên nông dân chỉ biết cày ruộng, đánh phân, làm được gì, cút về quê. Gánh phân đi, đừng nói bậy ở đây. Nếu không thì, đừng làm phiền mọi người. Ta nói các vị lang băm này nên cút sớm đi. Bệnh này mà không phát hiện ra, con ở đây làm trò cười, các người đáng bị đánh đòn. Ngươi cái gì, được rồi. Tiểu tử, ngươi nói ngươi, có thể chữa bệnh cho công chúa. Vậy ngươi nói xem, công chúa phải uống thuốc gì? Không cần uống thuốc, không uống thuốc. Chẳng lẽ, ngươi có thể bắt chước thần y Hoa Đà, gây mê mổ xẻ, quá khoa trương, không cần. Không cần mổ xẻ, không uống thuốc nữa à? Vậy ngươi định chữa bệnh thế nào? Giả vờ thần bí à? Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi không chữa khỏi bệnh cho công chúa, thì tội chết. Công công đừng lo, muốn chữa bệnh cho công chúa, chỉ cần của cà tím to của ta. Cà tím to gì cơ? Chính là của cà tím này. Các vị, của cà tím này của ta không phải là một của cà tím bình thường. Nó hấp thụ tinh hoa của trời đất, tinh chất nhật nguyệt và tinh khí của ta hợp lại rồi tưới vào. Cà tím càng to thì hiệu quả của nó càng tốt. Công chúa ăn của cà tím của ta nhất định sẽ cây khô gặp mùa xuân, hạn hán lâu ngày gặp mưa ngọt, tái sinh. Còn muốn, còn đòi. Vô lý, vô lý đến cùng cực. Công chúa là thân vàng áo ngọc, sao có thể ăn thứ thô tục của một người nông dân? Đúng vậy, gọi là thô tục là sao? Thứ nào trong cùng này không phải do nông dân trồng trên đất hay là từ trên trời rơi xuống? Hôm nay nếu ngươi dùng bột của cà tím chữa khỏi bệnh cho công chúa, chúng ta sẽ quỳ xuống dập đầu. Đem lên đây, thưa công chúa. Tiểu tử, công chúa phải ăn thế nào, làm sao để dùng? Cẩn thận đấy. Công chúa, cà tím của ta to lắm, người hãy kiên nhẫn. Công chúa điện hạ, người cảm thấy thế nào? Bụng của ta đã không còn đau nữa. Không chỉ không đau, mà cả làn da cũng tốt hơn nhiều. Quá thần kỳ. Trời phù hộ điện hạ. Triệu tiên sinh, người đúng là kỳ nhân dị sĩ. Ta thán phục, thán phục. Công chúa, trước khi đến ta không biết tình trạng của người, nên mỗi loại trái cây rau củ ta đều mang một ít. Nhưng bệnh của người, ít nhất phải ăn hết của cà tím to này của ta trong 1 tháng. Sẽ lấy cho cô. Được thôi. Triệu tiên sinh, theo lời ngài nói thì loại rau này cũng có thể chữa bệnh. Không hẳn vậy. Các loại rau của ta trồng, có loại có thể chữa bệnh, có loại có thể cường thân kiện thể, còn có loại có thể dưỡng da làm đẹp. Công dụng của từng loại khác nhau, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Ngài đúng là thần tài. Điện hạ, công có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy? Trái cây bình thường làm sao có thể chữa bệnh? Chắc chắn hắn đã dùng tà thuật hại công chúa. Cái gì? Bùa ngải. Bùa ngải này trên bề mặt làm giảm đau đớn của công chúa, nhưng thực tế là bùa ngải đã vào trong cơ thể công chúa. Một khi phát tác, chắc chắn sẽ ngòm cù tỏi. Tên Triệu Nhị Hổ này trong cung làm những chuyện bẩn thỉu, có ý đồ xấu, thật là đại nghịch bất đạo. Xin điện hạ sáng suốt. Sáng suốt? Điện hạ, người cảm thấy thế nào? Không thấy khó chịu gì, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm, miệng lưỡi trơn tru. Còn muốn ăn thêm? Lại còn muốn ăn thêm? Rõ ràng là bùa ngải độc ác, thật là hại người. Ta nói này, Tiết đại phu, ông nói năng thế này, thôi đừng hành nghề nữa, đi kể chuyện đi. Nịnh nọt khéo léo, hại công chúa, hại nước hại dân. Theo ta thấy, người chính là gián điệp do nước địch phái tới. Giang công công đến. Nô tài xin bái kiến công chúa. Giang công công, sao ngươi lại đến đây? Phụ mệnh bệ hạ, phái đến tìm một người. Tìm ngươi? Ai vậy? Bệ hạ có lời dụ, nói là muốn tìm chủ nhân của thứ này. Cà rốt. Thứ này chắc chắn là của hắn. Cà rốt. Cái thứ này chắc chắn là của hắn. Xong rồi, nhất định là cái cùng nữ kia đã đi loan tin chuyện ta tè bệnh chuyện đời này. Sao lại kinh động đến bệ hạ ấy chứ? Tìm ta để làm gì? Nếu đã như vậy, vậy thì xin tráng sĩ đi cùng chúng ta một chuyến. Người đâu? Khoan đã, có gì từ từ nói. Đây là lời vàng ngọc của bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Giang công công, hoàng huynh đã điều tra rõ sự thật chưa? Bệ hạ chỉ nói đưa người về. Chủ tử bảo nô tài làm gì? Nô tài sẽ làm cái đó. Nô tài không dám hỏi nhiều. Triệu Nhị Hổ, củ cà rốt này rốt cuộc có phải của ngươi không? Không phải của công chúa còn thì là nói sao? Củ cà rốt này giống hệt những củ trong giỏ này. Rõ ràng là hắn trồng ở một ruộng.
nhất định là tên gian tế này đã lén hạ độc trong cung, muốn dùng những thành của tà thuật này hại triều đình. Để bệ hạ biết được, gian tế, chuyện gì thế này? Bẩm Giang công công, người này dùng một của cà tím đã chữa khỏi bệnh cho công chúa. Thật kỳ lạ, có người nghi ngờ hắn biết tà thuật, không có lợi cho đại hạ chúng ta. Không phải ta không phải gian tế, ta chỉ là một người nông dân, không phải là người như sao các người thế này. Ta đã chữa khỏi bệnh công chúa, các ngươi lại ơn đền oán trả, lòng lang dạ sói, giết lừa khi hết sức rồi phải không? Quá vô lương tâm. Xem hắn căng thẳng kìa, chắc chắn là bị lộ thân phận rồi, lúng túng không biết làm gì. Dao của này dính bùa ngài, không chỉ giải khắp hoàng cung, còn nói dối là có thể chữa bệnh, lừa công chúa, quá độc ác. Người nói bậy. Đã vậy, mau bắt người này lại cho ta. Có trong sạch hay không, cha là biết ngay. Đợi đã, lão thái giám, người dám cược với ta không? Nếu ta không phải gian tế thì người quỳ xuống dập đầu nhận tội với ta. Người to gan, ngươi chỉ là một tên nông dân hèn mọn, sao dám nói chuyện với bổn công công như vậy? Người đâu, lôi hắn xuống, đánh cho 50 đại bản. Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm. Bỏ mẹ rồi, hoàng thượng đuổi theo đến đây, có thù hằn gì với ta mà ghê gớm thế? Im đi, công chúa Trường Ninh đang bệnh nặng, cần nghỉ ngơi. Sao các ngươi dám quấy rầy nàng? Nhìn xem, bệnh của ta đã khỏi hẳn, bụng cũng không đau nữa. Quả thật sinh long hoạt hổ, là thần y nào đã cứu sống ngươi, chữa khỏi bệnh nan y của ngươi? Chính là hắn, Triệu Nhị Hổ. Chính là hắn. Không ngờ lại chữa khỏi bệnh cho Trường Ninh, quả là không tầm thường. Bệ hạ, người mà bệ hạ sai nô tài đi tìm chính là người này. Người này có liên quan đến tội thông đồng với giặc, hắn là gián điệp của nước địch, hắn muốn vào cung giải chất độc, hắn đáng bị xử tử. Gián điệp, thảo dân bái kiến bệ hạ. Người này chỉ dùng một của cà tím mà đã chữa khỏi bệnh cho công chúa. Thật là khó tin, chỉ có ma thuật mới giải thích được. Triệu Nhị Hổ truyền bá ma thuật hại công chúa, gây họa cho hoàng cung, đáng bị chém đầu. Ma thuật vớ vẩn, các người đừng vu oan cho người tốt. Càn rỡ, trước mặt bệ hạ còn dám nói lời ngông cuồng. Bây giờ nhân chứng đều có, vật chứng cũng có, ngươi còn muốn chối cãi sao? Củ cải này là ta cho một cung nữ, ngươi tìm cung nữ đó để là có thể chứng minh trong sạch cho ta. Ồ, cung nữ nào vậy? Cung nữ này trông thì xinh đẹp, không ngờ lại là rắn rết ăn cháo đá bát. Đợi ta tìm được à? Ta sẽ sửa đẹp à? Treo à lên cây, đánh cho à một trận như tử, ta đánh chết đủ à? Rồi, Triệu Nhị Hổ, ngẩng đầu lên cho chấm. Cái này sao lại là cô? Triệu Nhị Hổ, ngẩng đầu lên cho chấm. Đây, sao lại là cô? Hoàng huynh, hai người quen nhau. Hoàng huynh, rõ ràng đang là Triệu Nhị Hổ. Người không muốn giữ đầu nữa à? Trời đất ơi, hoàng đế đương triều lại là nữ cải nam trang. Hơn nữa nhìn phản ứng của những người xung quanh, thật sự không ai biết sao. Bệ hạ, Triệu Nhị Hổ này muốn trong cung làm trò tà thuật, còn thất lễ trước mặt người, theo luật phải chém. Hoàng huynh, chuyện tà thuật còn phải điều tra. Triệu Nhị Hổ đúng là đã chữa khỏi bệnh cho ta, người phải thưởng phạt phân minh. Đúng sai thế nào, chấm tự có phán đoán. Triệu Nhị Hổ nghe lệnh. Người đã chữa khỏi bệnh cho công chúa Trường Ninh, giúp chấm giảm đau đầu. Sự thật đã chứng minh ngươi của có chút năng lực, chấm thưởng cho ngươi 100 lượng vàng để khích lệ. Đa tạ bệ hạ. Không phải bệ hạ, đây, cà rốt. Cái này do một cung nữ đưa cho chấm, chấm đã thử ăn, thấy giảm đau đầu rất nhiều. Sự thật đã chứng minh giao do Triệu Nhị Hổ trồng, của có chút kỳ diệu. Triệu Nhị Hổ, ngươi nói xem, có đúng không? Đúng. Đúng là như vậy, giao của do ta trồng, không chỉ có thể chữa bệnh mà còn có thể cường thân kiện thể, làm đẹp da. Ta sẽ nuôi dưỡng cẩn thận trong hơn một tháng, kể cả dân làng ăn cũng có thể sánh ngang với đại tướng quân. Ngươi thật là vô lý, trên thế gian này làm gì có thứ tốt như vậy, kể cả có thì cũng là do tà thuật gây ra. Bệ hạ, ngươi không được tin những lời vô căn cứ này. Nếu lời Triệu Nhị Hổ nói là thật thì hắn có thể có ích. Không được, ta phải giữ hắn lại trong cung. Thôi được, Bạch Phượng, ngươi hãy đi điều tra thân thế của Triệu Nhị Hổ trước khi sự thật được sáng tỏ. Triệu Nhị Hổ, ngươi hãy ở lại trong cung, phái người theo dõi hắn. Vâng. Hoàng huynh, Triệu Nhị Hổ nói, bệnh của ta mới có chút tiến triển,
còn phải tiếp tục ăn trái cà tím to của hắn mới được. Người ban hắn cho ta, để hắn ở lại cũng được không? Hồ đồ, thành thể thống gì? Không phải bệ hạ, công chúa muốn ăn cà tím của ta. Ngài giữ ta lại trong cung, ta làm sao trồng rau cho công chúa được? Đã vậy, chấm sẽ ban cho ngươi vườn thuốc trong cung. Ngươi làm chấp sự thuốc, quan tứ phẩm. Ngoài việc trồng cà tím chữa bệnh cho công chúa Trường Ninh, còn phải trồng cà rốt chữa đau đầu cho chấm. Chấm cũng muốn nếm thử. Triệu Nhị Hổ, ngươi đừng làm chấm thất vọng. Hóa ra bệ hạ cũng muốn ăn cà rốt to của ta à? Bệ hạ ơi, hãy suy nghĩ lại. Không thể để tên gian tế này thi triển tà thuật trong vườn thuốc. Như vậy, bệ hạ và công chúa Trường Ninh sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cả hoàng cung sẽ gặp họa vô cùng. Ta nói ngươi, nói hết chưa? Dám. Ngươi chỉ ghen tị vì ta có cả rốt to. Ta nói cho ngươi biết, ta trồng dưa và rau, chỉ có lợi mà không có hại, mở miệng ra là gian tế. Tưởng ta không nổi nóng à? Nếu ta không phải gian tế, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta, dám không? Ta có gì mà không dám? Ngươi đang hù dọa bổn công công sao? Nếu bổn công công sai, ta sẽ quỳ xuống xin lỗi ngươi. Nếu ngươi thực sự cấu kết với giặc ngoại bang, ta sẽ lấy đầu ngươi. Được rồi, trước khi Bạch Phượng điều tra ra sự thật, chấm không muốn nghe những lời đồn đại vô căn cứ của các ngươi. Trường Ninh công chúa cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Các ngươi lui xuống trước đi. Đợi đã, Triệu Nhị Hổ, ngươi còn chuyện gì nữa? Hai thái y này vừa rồi đã cược với ta, nếu ta có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa sẽ quỳ xuống dập đầu với ta. Nhìn xem công chúa bây giờ sống động như thế, họ có nên giữ lời hứa không? Bệ hạ, vừa rồi chúng ta chỉ nói đùa thôi, không được coi là thật đâu. Đúng vậy, việc liên quan đến công chúa sao có thể nói đùa? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi, công chúa chỉ là một trò vui để các ngươi đánh cược giải khuây sao? Cung đình không phải nơi đùa giỡn. Mấy người không mau quỳ xuống, chúng ta có mắt như mù. Bái kiến Triệu đại nhân. Cút ngay. Vâng, Triệu Nhị Hổ, về chuyện cùng nữ kia chỉ mình ta và ngươi biết. Nếu có thêm người thứ ba biết chuyện này, dù ngươi là cà tím hay cà rốt, ta cũng chặt hết. Các người lui xuống hết đi. Thủ đoạn của Triệu Nhị Hổ này thật kỳ lạ. Người không lo sao? Như Giang Phúc Hải nói, hắn là gián điệp dùng tà thuật. Hôm nay khi đưa cà rốt cho ta, hắn đã nhầm ta với cung nữ. Nếu cà rốt này thật sự có tà thuật gì, sao hắn lại phí công với một cung nữ? Vậy chẳng phải hắn biết bệ hạ là nữ nhi sao? 5 năm trước, hoàng huynh ta thân trinh, không may gặp nạn. Bên ngoài có phiên bang rình rập, bên trong có gian thần ngấm ngầm theo dõi. Ta không thể không mượn danh hoàng huynh nắm giữ triều đình. Nếu không, xã tắc sụp đổ, giang sơn đổi chủ, đại hạ của ta sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tuy nhiên, Triệu Nhị Hổ này lại là một nhân tài có thể dùng. Ta phái ngươi đi điều tra thân phận của hắn, chính là để có thể danh chính ngôn thuận giữ hắn lại trong cung, để hắn làm việc cho ta. Hiện tại trong triều, hơn phân nửa thế lực đều bị gian thần Nghiêm Tùng nắm giữ. Bệ hạ, thực sự nên bồi dưỡng thế một số lực của riêng mình. Nhưng tên Triệu Nhị Hổ này chỉ biết cày ruộng. Chân đờ. Thì có thể giúp được bệ hạ không? Hắn không phải đã nói rồi sao? Có thể khiến những người dân làng bình thường sánh ngang với những binh lính mạnh mẽ. Chấm muốn xem hắn có nói dối hay không. Vườn thuốc là nơi nuôi trồng những loại thuốc quý trong cung, không biết Triệu Nhị Hổ tiếp quản sẽ quản lý như thế nào. Tính thời gian, ta đích thân trồng cho bệ hạ cây nhân sâm thượng hạng cũng nên chín rồi. Đã đến lúc nấu nước pha trà để giảm bớt cơn đau đầu của bệ hạ. Công công, người đã tốn nhiều tâm tư, tốn nhiều tiền vàng tìm được nhân sâm quý cho bệ hạ. Lòng trung thành của công công đối với bệ hạ, trời đất chứng giám. Đợi bệ hạ khỏi đau đầu, công công, ngài sẽ lập đại công. Cái này sao lại thế này? Chuyện gì thế này? Cái này cây thuốc trong cả vườn cây thuốc sao lại biến thành rau hết rồi? Nhân sâm của ta đâu? Công công ngài xem, chắc chắn là do tên Triệu Nhị Hổ vô lại đó làm. Triệu Nhị Hổ đáng chết. Triệu Nhị Hổ, người cút ra đây cho ta. Ồn ào cái gì thế? Ta đang mơ, đang cho hoàng thượng ăn cả tím. Cái này, Triệu Nhị Hổ, đây là đất hoàng gia. Ngươi coi đây là vườn rau nhà ngươi à? Ngươi nói nhân sâm của ta có phải ngươi nhổ không?
Người nói thứ rác rưởi ngươi trồng có tác dụng gì, còn chẳng đáng giá bằng bắp cải của ta. Ta nói cho người biết, vườn rau này bây giờ họ nhân sâm của ngươi, đừng có chiếm chỗ mà không chịu đẻ. Ngươi nói bậy, đó là nhân sâm thượng hạng, ngàn vàng khó mua. Ta cố ý trồng nó trong vườn thuốc này để chăm sóc, nó là để chữa bệnh cho bệ hạ. Ta biết rồi, quả nhiên ngươi là gián điệp, phá hủy thuốc của ta có chủ đích, muốn hãm hại bệ hạ phải không? Ta đã làm hại bệ hạ thế nào? Ta trồng những loại rau này chẳng phải để bồi bổ sức khỏe cho bệ hạ sao? Bổn công công tuyệt đối không cho phép ngươi dùng thứ tà thuật làm hại hoàng cung. Ngươi đâu, đập hết đám rau hỏng này cho ta. Không được, vườn rau này là hoàng thượng đích thân ban cho ta. Ngươi muốn chống lại thánh chỉ sao? Bệ hạ cho phép ngươi trồng đất này, nhưng người không nói cho phép người biến vườn thuốc thành vườn rau. Ra sức cho ta, đạp mạnh vào. Có chuyện gì bổn công công chịu trách nhiệm, ta liều mạng với ngươi. Không ổn rồi, bệ hạ lại đau đầu rồi. Cái gì? Cút hết đi. Triệu Nhị Hổ đâu, sao còn chưa tới? Bệ hạ, nô tài không thể thay bệ hạ chịu khổ, nô tài đáng chết vạn lần. Cút cút cút, Triệu Nhị Hổ, cà rốt của ngươi đâu, mau đưa chấm ăn một miếng. Bệ hạ, ngươi thực sự muốn ăn cà rốt lớn của ta sao? Đầu chấm sắp đau chết rồi. Mau đưa cà rốt cho chấm, phải to, phải lớn. Nhưng bệ hạ, vừa rồi Giang Công Công đã dẫn người đến vườn thuốc, nhổ hết cà rốt của ta không rồi còn một củ nào. Giang Phúc Hải, ngươi to gan lắm, cố tình khiến chấm đau đầu, phải không? Bệ hạ, nô tài cũng lo cho bệ hạ, sợ người bị thứ tà thuật của hắn mê hoặc. Nhưng bệ hạ cứ yên tâm, dạo trước nô tài có được một củ nhân sâm thượng hạng chuyên trị chứng đau đầu của bệ hạ đã hầm xong rồi. Dâng lên, nào. Đau đầu cũng đỡ hơn. Canh sâm của ngươi có hiệu quả đấy. Bệ hạ, đây là nhân sâm thượng hạng, nô tài phải cực khổ lắm mới nhờ người tìm được, chuyên trị chứng đau đầu của bệ hạ. Nô tài chỉ mong bệ hạ thánh thể an khang, tiêu trừ bệnh tật, không giống một số kẻ có lòng dạ hiểm độc toan dùng tà thuật lật đổ xã tắc đại hạ của ta. Nói ai vậy? Bệ hạ, người phải cẩn thận đề phòng. Bệ hạ, mau mau gọi thái y. Bệ hạ, người bị trúng độc rồi. Triệu Nhị Hổ, ngươi còn không nhận tội? Nhận tội, ta nhận tội gì? Ngươi còn dám cãi? Chắc chắn là ngươi, tên gian tế này, đã động tay động chân vào cà rốt mà bệ hạ ăn. Chồng buông ngài, bây giờ buông ngài trong người bệ hạ phát tác rồi. Ngươi đã tại nguyện chưa? Ngươi đâu, bắt tên gian tế Triệu Nhị Hổ này giam lại cho ta. Khoan đã, bệ hạ bị trúng độc, tại sao lại đổ lỗi cho ta? Ta còn nói là bát canh sâm này của ngươi có vấn đề. Ngươi nói bậy. Bát canh sâm ta dâng cho bệ hạ là để chữa chứng đau đầu của bệ hạ. Xem bệ hạ uống xong, triệu chứng cũng thuyên giảm, sao có thể có vấn đề? Có vấn đề hay không, hỏi chuyên gia là biết. Vị thái y này, làm phiền ngài xem thử bát canh sâm này. Xin hỏi bệ hạ, cơ thể có cảm giác tê liệt không? Đúng là như vậy. Tay chân tê cứng, đầu óc choáng váng. Đúng rồi, trong bát canh sâm này có chứa Echinacea. Echinacea là chất độc. Sao có thể? Một khi dùng với liều lượng lớn sẽ gây ra tê liệt toàn thân, ảnh hưởng đến thần kinh. Bệ hạ uống canh sâm, đau đầu thuyên giảm rõ rệt. Đầu đã bị ngươi đầu độc tê liệt, tất nhiên không thấy đau. Con bảo ta đầu độc, rõ ràng canh sâm của ngươi có vấn đề. Chẳng lẽ nhân sâm này là giả? Không thể nào. Có thể giải độc này không? Bẩm bệ hạ, Echinacea này nồng độ quá cao. Đã chứ, quá muộn rồi. Thôi vậy, gắng gượng ở vị trí này 5 năm ta cũng đã mệt mỏi rồi. Xin lỗi huynh trưởng, thần bụi không thể thay huynh giữ gìn xã tắc này.
Ai bảo là quá muộn? Việc này cứ để ta lo. Triệu Nhị Hổ, người có cách giải độc. Bệ hạ cứ yên tâm, có ta ở đây sẽ không để người bị bất kỳ tổn thương nào. Người đâu? Đến vườn thuốc của ta. Triệu đại nhân, nếu cần kê đơn bốc thuốc, còn cần người đến sao? Hiện tại trong cơ thể bệ hạ đã bị Arcanatin gây thương tổn, cho dù có hái thêm thảo dược thì có tác dụng gì? Ai nói ta đi hái thảo dược, ta muốn hái đào. Vườn thuốc đúng là có trồng cây ăn quả, nhưng hiện tại không phải là mùa đào chín. Xin hỏi của đào này từ đâu ra? Đúng, chắc chắn là ngươi dùng tà thuật ép chín của đào độc. Bệ hạ ơi, ngươi ngàn vạn lần không được ăn, thái giám đáng chết. Ngươi còn mặt mũi nói ta hạ độc? Nếu không phải bệ hạ phúc lớn mạng lớn thì đã bị ngươi độc chết rồi. Bệ hạ, ăn của đào tiên của ta đảm bảo thần thanh khí sảng, độc tố tiểu tàn hết. Bệ hạ, lời của Giang Công Công không phải không có lý. Của này không phải mùa chín, hơn nữa nguồn gốc không rõ ràng, hơn nữa chỉ là một loại trái cây, làm sao có thể giải độc trị bệnh. Mong bệ hạ nghĩ đến long thể của mình. Ta nói người không có phương pháp, lại lắm lời vô ích. Người ta sắp chết rồi còn nghĩ ngợi gì nữa, đổ to gan. Người dám nguyền rủa bệ hạ, rõ ràng là người bệ hạ không còn cách nào cứu chữa. Này ta nói người là thái y, công chúa không chữa được. Bệ hạ không cứu được, ta muốn người có tác dụng gì? Ta biết rồi, người chắc chắn là đồng bọn với tên thái giám đáng chết này. Mong sao bệ hạ sớm về cõi Tây, có phải không? Vi thần không dám. Được rồi, đem đào lên. Ngon quá. Người không còn tê liệt nữa, đầu cũng không còn choáng nữa. Chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, nửa số chất độc vừa nãy đã được giải trừ, đã chuyển nguy thành an. Của đào này thực sự có tác dụng. Triệu Nhị Hổ, của nhiên người không tầm thường, hôm nay người đã cứu mạng chấm. Chấm nhất định phải thưởng cho người thật hậu. Triệu đại nhân thần thông quảng đại, tại hạ tâm phục khẩu phục, vừa nãy đã nói năng lỗ mãng, xin đại nhân hãy rộng lòng tha thứ. Bệ hạ, việc thưởng thì không cần vội, nhưng việc phạt này không thể chậm trễ được. Bệ hạ, lão nô biết tội rồi, xin người tha mạng. Lão nô tuyệt đối không dám hài lòng. Đồ càn rỡ Giang Phúc Hải, nếu hôm nay không có Triệu Nhị Hổ ở bên cạnh ta, ta đã bị ngươi hại chết rồi. Người có biết không? Bệ hạ, nô tài tìm được cổ nhân xâm thượng hạng này là từ tay một thương nhân Du Mục người đột quyết. Ta nghe nói ở biên cương xa xôi còn có nhiều kỳ chân dị bảo, nhân sâm ở đó cũng là loại thượng hạng, ta đặc biệt mang về để dâng cho bệ hạ chữa đau đầu. Không ngờ lại bị người động tay động chân. Bệ hạ, nô tài cũng bị kẻ gian hãm hại. Bệ hạ, nếu lời hắn nói là thật, sợ rằng đây cũng là âm mưu của người đột quyết. Lũ man di này từ trước đến nay luôn nuôi tham vọng, chưa từng có ngày nào yên ổn. Gần đây biên giới báo về quân đội đột quyết đang sẵn sàng di chuyển, chắc là chờ chấm băng hà lại xuất binh xâm phạm đại hạ. May nhờ có Triệu đại nhân cứu chữa mới khiến cho âm mưu của người đột quyết không thể thành công. Tệ rồi, độc tính giảm, hiệu quả tê liệt cũng mất tác dụng rồi. Bệ hạ lại đau đầu rồi. Triệu Nhị Hổ, nhanh lên, chấm muốn cà rốt của ngươi, mau dâng lên cho chấm. Cà rốt đang đến. Bệ hạ, cái này. Lần trước người ăn một nửa, ta đã cất đi. Bệ hạ, nông dân làm ruộng vất vả, đừng lãng phí lương thực. Triệu Nhị Hổ, lần này ngươi lại giúp chấm một việc lớn. Bái kiến bệ hạ. Bạch Phượng, chấm lệnh cho ngươi điều tra thân thế của Triệu Hổ, đã điều tra rõ chưa? Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ. Triệu đại nhân trước đây luôn ở tại thôn Đại Ngưu cày ruộng làm đông, chưa từng gặp người nước ngoài.
càng không thể là gián điệp của nước khác. Tốt lắm. Giang Phúc Hải, ngươi còn gì để nói nữa? Bệ hạ. Triệu đại nhân. Triệu đại nhân, lão nô biết lỗi rồi. Triệu đại nhân, xin đại nhân tha cho lão nô. Lão nô biết lỗi rồi. Xin đại nhân cầu xin bệ hạ. Xin đại nhân. Lùi xuống. Bệ hạ. Xin bệ hạ tha mạng. Bệ hạ. Người thường xuyên đau đầu. Có phải vì lo lắng về người đột quyết không? Đúng là như vậy. 5 năm trước, đại hạ và đột quyết giao chiến. Mặc dù đã thắng, nhưng người đột quyết vẫn luôn có dã tâm với đại hạ, luôn rình rập. Vài ngày nữa là đến ngày sứ thần đột quyết đến bệ kiến. Trên danh nghĩa là bệ kiến, nhưng thực ra là năm nào cũng muốn so tài, thách thức uy quyền của đại hạ. Những năm trước, đại hạ đều thắng. Nhưng 2 năm gần đây, đại hạ liên tục thất bại, quốc uy đã tổn hại. Nếu năm nay lại thua, sẽ chứng thực đại hạ chỉ mạnh bên ngoài, yếu bên trong. Đến lúc đó, đột quyết sẽ lại động tâm cơ. Từ vụ hạ độc này, đột quyết đã không thể chờ đợi, muốn phát động chiến tranh với đại hạ. Bệ hạ yên tâm, chuyện này cứ giao cho thần. Lại giao cho ngươi. Triệu Nhị Hổ, ngươi ti trồng rau rất giỏi, nhưng cuộc tỉ võ giữa hai nước, sợ rằng ngươi không thể giúp được gì nhiều. Vậy xin bệ hạ ban thêm cho thần vài mẫu ruộng tốt, nhân tiện cho phép ta khi tỉ thí trước điện được đứng bên cạnh xem. Chuẩn tấu, ngươi cứ trồng trọt cho tốt, còn chuyện tỉ võ giữa hai nước để chẳng suy nghĩ thêm. Tạ bệ hạ. Đám đột quyết nhỏ nhoi ấy có đáng gì, hãy chờ xem trò hay. Ta đã phái người bí mật xử tử Giang Phúc Hải. Còn về phía hoàng tử, chỉ là thương nhân buôn bán thôi, giết đi là xong. Theo như lời người Trung Nguyên các ngươi, vì đại kế của đột quyết, hắn chết cũng đáng. Chỉ có điều lần này, mưu đồ hạ độc hoàng đế thiên triều đã lâu, kết quả lại công cốc, thật không cam lòng. Hoàng tử không cần vội, đợi đến ngày diện thánh thi đấu, ta sẽ sắp xếp người cho qua cửa. Đến lúc đó, đại hạ sẽ thua liên tiếp 3 năm, quốc uy tổn hại, quân biên ắt sẽ suy giảm sĩ khí. Đến lúc đó, đột quyết sẽ kéo quân xuống phía nam, chắc chắn sẽ không gì cản nổi. Tốt. Đến lúc đó, ta sẽ diệt đại hạ, chiếm Trung Nguyên. Nghiêm tướng sẽ là công thần số 1 của đột quyết. Đến lúc đó, ta sẽ tàu lên Khả Hãn, ban cho thừa tướng vinh hoa phú quý không đếm xuể. Chà, chúng ta có thực sự giúp bọn này xâm phạm lãnh thổ đại hạ không? Đột quyết chỉ là lũ man di, chỉ là quân cờ của ta. Yên tâm, ta đã có sắp xếp. Vài ngày nữa sẽ có cuộc thi võ, còn là trạng nguyên võ, nhất định sẽ ra trận. Đến lúc đó còn nhớ nhường. Rõ. Để đột quyết thắng cuộc thi, nhi thần biết phải làm sao. Chỉ là bệ hạ từ ngoài cung triệu vào một người tên là Triệu Nhị Hổ, không những chữa khỏi bệnh nan y của công chúa Trường Ninh, mà cả vụ đầu độc lần này cũng có vẻ là nhờ hắn giải quyết. Hắn có thể ảnh hưởng đến đại kế lớn như thế nào? Chỉ là một thằng nhà quê thì là cái thá gì. Lão phu chỉ cần búng tay là diệt được ngay. Hoàng đế này vô năng ngu ngốc, thế mà lại đi chiêu mộ cả bọn nhà Đông làm tay chân cho mình. Thật là nực cười. Đại hạ chúng ta có một hoàng đế như vậy, quả là nỗi ông nhục. Đã đến lúc đổi triều đổi đại, đổi cả một bầu trời rồi. Nhị Hổ ca ca, người ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn. Cả tím to của ngươi, ngươi không biết rửa sạch rồi mang đến sao? Không phải để công chúa ta thúc giục sao? Công chúa điện hạ, cái của cà tím chưa bệnh cho người vẫn chưa trồng được. Giờ chỉ có đại cà tím, người cũng không ăn được. Nịnh nọt, công chúa rất thích. Xịt, người đột quyết tới. Anh Sử Na Như, tham kiến hoàng đế đại hạ. Nông cuồng, thấy hoàng đế, sao không quỳ? Người đột quyết chúng ta từ trước đến nay chỉ quỳ trước người mạnh. Vài năm gần đây, trong cuộc tỷ võ trước đều là đại hạ các người thua. Bản vương cho rằng, đại hạ của các người không xứng đáng để người đột quyết chúng ta quỳ xuống hành lễ. Anh Sử Na Như, ngươi coi thường đại hạ chúng ta quá rồi. Cuộc tỷ võ năm nay, đại hạ chúng ta nhất định sẽ chém người đột quyết người dưới vó ngựa. Ồ, vậy bệ hạ có muốn đánh cược với ta không? Nếu năm nay đại hạ các người thắng, bản vương nhất định sẽ vì bệ hạ quỳ lại dập đầu và dâng lên Hồ Nguyệt Nha viên ngọc trai đẹp nhất để tỏ lòng tâm phục khẩu phục.
Viên ngọc trai này có rất nhiều chân khí. Những ngày này trồng trọt đã làm tiêu hao linh khí của ta rất nhiều. Cố bảo vật như vậy có thể bồi bổ cho ta. Nhưng nếu năm nay các người lại thua, đại hạ sẽ phải gả công chúa Trường Ninh cho ta. Người to gan, thằng xấu xí kia, còn dám mơ tưởng đến công chúa Trường Ninh của chúng ta. Công chúa Trường Ninh của chúng ta cao quý như vậy, làm sao có thể để ngươi làm vật cược? Hồ Nguyệt Nha của chúng ta là hồ thần của bộ lạc, mỗi trăm năm mới có thể sản sinh ra một viên ngọc trai thần kỳ như vậy. Ta dùng bảo vật hiếm có như vậy làm vật cược. Các người ở đại hạ có thể dùng gì để cược đây? Rất đơn giản. Nhượng đất bồi thường. Nhượng đất bồi thường. Triệu Nhị Hổ, người nói bậy bạ gì vậy? Mau lùi xuống. Bệ hạ, người xem người ta đưa ra bảo vật quý giá như vậy. Chúng ta là đại hạ, là thiên triều, không thể chậm trễ. Người cứ yên tâm, ta sẽ không để người thua đâu. So tài giữa hai nước há lại là trò đùa, ngươi hiểu gì? Anh Sử Na Như, những lời vừa rồi của hắn không tính. Ngươi hãy chọn cược khác đi. Người Trung Nguyên các ngươi tự nhận là gì? Nói một đằng làm một nẻo. Kết quả là hoàng đế đại hạ các ngươi lại bội tín trước mặt mọi người, không gả công chúa Trường Ninh cho ta, không chịu cắt đất bồi thường. Đây có phải là cái gọi là phong thái của một cường quốc? Bệ hạ mời người nông dân này đến, quả nhiên là một kẻ ngốc. Bây giờ hắn tự lấy đá đập vào chân mình, đúng là giúp ta tiết kiệm công sức. Tâu bệ hạ, đến nước này rồi, chỉ còn cách lấy quốc sĩ đại hạ làm tiền cược, nếu không quốc uy bị tổn hại. Các nước chư hầu, còn ai chịu khuất phục đại hạ? Bệ hạ, Triệu Nhị Hổ nói bậy nói bạ, càn rỡ vô cùng, đưa đại hạ vào cảnh cắt đất, thật là đại nghịch bất đạo. Vì vậy, xin bệ hạ hạ chỉ, nếu lần so tài này thất bại, phải để Triệu Nhị Hổ đầu rơi xuống đất. Này, ta nói các người, cuộc thi đấu còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến chuyện thua rồi. Làm tăng sĩ khí cho người khác, giảm uy thế của Triệu Nhị Hổ, còn không phải là do ngươi làm hay sao? Bệ hạ cứ yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo đại hạ sẽ giành chiến thắng. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám ở đây nói khoác? Ta tên là Triệu Nhị Hổ, là một nông dân, một tên nông dân cày ruộng, mà cũng dám ở trước mặt bổn vương mà lớn tiếng. Ta khuyên ngươi mau cút về ruộng đi, để khỏi mất mặt. Người có biết không, nông dân đại hạ chúng ta, một, có thể địch lại cả vạn quân. Khẩu khí lớn thật đấy. Đại hạ các ngươi lại phái một tên nông dân đến so tài với người đột quyết ta, thật là nực cười. Cười, sẽ có lúc các ngươi phải khóc. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay có ta Triệu Nhị Hổ ở đây, đảm bảo sẽ đánh cho các ngươi tàn tác, quỳ xuống cầu xin. Nhị Hổ tự tin như vậy, chẳng lẽ lời hắn nói trước đây có thể sánh ngang với đại tướng là quân? Thật, Triệu Nhị Hổ có tư cách gì đại diện cho đại hạ? Tâu bệ hạ, khuyên tử Nghiêm Thế Phiên là Trạng Nguyên võ khoa Kim Khoa, xin được đại diện cho đại hạ ra trận, chia sẻ nỗi lo cho bệ hạ. Xin được làm ngựa làm trâu cho bệ hạ, cùng tận tụy đến chết. Làm gì vậy, cướp công lao của ta à? Triệu Nhị Hổ, ngươi chỉ là một tên nông dân hèn mọn, bệ hạ cho phép ngươi đứng trên triều đình đã là phúc phận tu mấy kiếp của ngươi. Ngươi còn muốn bàn luận chuyện quốc gia? Trước kia ngươi nói bậy, nếu không phải vì ngươi có công cứu công chúa, bổn tướng đã sớm sai người chém đầu ngươi để thị chúng. Này, bệ hạ còn chưa nói gì, ngươi là thừa tướng mà đã thay mặt đáp lời ra lệnh rồi. Triều đình này là nhà ngươi mở à? Ngươi muốn thay thế bệ hạ tự mình làm hoàng đế, phải không? Ngươi! Bệ hạ, vi thần trung thành với bệ hạ, xin bệ hạ sáng suốt. Thôi được, Triệu Nhị Hổ, ngươi lùi xuống trước. So tài, hãy để Nghiêm Thế Phiền lên trước. Ngươi phải có chí khí, đừng để mất thể diện của đại hạ. Lũ nông dân đáng chết, làm cha ta mất mặt. Ngươi đợi đấy, đợi ta thua cuộc đấu, đại hạ cắt đất, để ngươi cũng phải chết. Cuộc đấu bắt đầu. Người đột quyết chúng ta đã thắng liên tiếp 2 năm. Năm nay chúng ta sẽ nhường để đại hạ các ngươi ra đề. Nếu vậy thì ta xin tuân lệnh, chúng ta sẽ so tài bắn cung để phân thắng bại. Ta vẫn nghe nói thế tử bắn cung rất giỏi, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 10 bước. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được chứng kiến tận mắt khi thế tử thì võ, cưỡi ngựa bắn cung đều đạt điểm tuyệt đối. Cuộc so tài hôm nay đánh bại được bọn Man Di, nâng cao uy danh của đại hạ, đặt bia ngắm cách xa 10 bước.
thật lợi hại. Mười bước. Thì sao chứ? Áo bà lỗ, cho hoàng đế đại hạ thấy. Sự lợi hại của ngươi đặt cách xa 20 bước. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Nghiêm Thế Phiên, ngươi còn chờ gì nữa? Đừng để người đột quyết cười chê. Bệ hạ, vi thần vô năng, xin bệ hạ giáng tội. Áo bà lỗ chỉ là một nô lệ dưới trướng ta, kết quả là trực tiếp đè bẹp các ngươi, võ trạng nguyên đương triều. Có thể thấy đại hạ của các ngươi thật là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Chắc hẳn quân đội đại hạ của ngươi cũng toàn là những phế vật vô dụng như vậy. Sức mạnh như vậy còn dám tự xưng là thiên triều, thật là buồn cười. Hoàng đế đại hạ, năm nay tỷ võ lại là các ngươi, đại hạ thua rồi, theo như quy định các ngươi phải cắt đất, đến cho chúng ta người đột quyết. Bệ hạ, thần dạy con bất lực, khiến đại hạ chịu nhục, xin bệ hạ giáng tội. Bệ hạ, tội cắt đất không phải lỗi của thế tử, tất cả đều do Triệu Nhị Hổ ăn nói bừa bãi, càn rỡ ngông cuồng, khiến đại hạ chúng ta lâm vào cảnh nguy hiểm. Triệu Nhị Hổ không coi trọng lễ pháp, khiến đại hạ chúng ta mang tiếng nhục quốc, thật là tội đồ thiên cổ. Xin bệ hạ lập tức hạ chỉ, chém đầu tên cuồng đồ ngu xuẩn này để thị chúng. Ta nói các người bị lừa rồi, hắn thua thì các người phạt ta làm gì? Ta đâu phải là hắn, tại sao ta phải chịu phạt thay hắn? Đồ vô lại, nếu không phải do ngươi nói bừa, đem đất đai ra cược, thì dù ta có thua, cũng không đến nỗi như thế này. Ngươi nói xem có phải tại ngươi không? Thế tử Nghiêm đại nhân, là do chính ngươi muốn thi đấu. Đúng là ta muốn nhưng thi đấu. Nhưng là do ngươi chọn hạng mục, và chính ngươi đã thua. Đúng vậy. Ta đã thua, vậy thì ngươi trách ta làm gì? Không phải thế, đền bù không phải là cắt đất. Nếu thua thì sẽ mất mặt. Triệu Nhị Hổ, ra đây, đến đây. Đợi đến lượt ngươi thi đấu. Bệ hạ, khuyển tử vô năng, thua cuộc là đúng, nhưng hành vi của Triệu Nhị Hổ thật quá đáng, làm nước hạ của ta mất đất cũng là sự thật. Mong bệ hạ xét tội mà phạt, mong bệ hạ sáng suốt, trừng phạt nghiêm khắc Triệu Nhị Hổ. Triệu Nhị Hổ, người xem ngươi gây bao ra nhiêu phiền phức, còn không mau lui xuống. Nếu ngươi còn nói bậy nói bạ, chấm cũng không bảo vệ được ngươi. Bệ hạ yên tâm, cuộc tỉ thí vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Ái chà, ngươi một tên nông dân nhỏ bé cũng muốn đến so tài sao? Được thôi, ta xem người có thể bắn xa được bao nhiêu, một bước hay hai bước. 100 bước. Khả hãn là người trên thảo nguyên của chúng ta, người lính dũng mãnh nhất, cũng chỉ bắn xa nhất 30 bước. Còn ngươi chỉ là một nông dân, lại mơ tưởng đến 100 bước, thật là mơ mộng hão huyền. Triệu Nhị Hổ, ngươi lại phát điên gì thế? Triệu Nhị Hổ, ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta không nói bậy. 100 bước đối với chúng ta thật dễ như trở bàn tay. Vớ vẩn, người thường bắn 10 bước đã khó, ngươi lại nói có thể bắn 100 bước. Triệu Nhị Hổ, ngươi đừng ở đây mà làm trò. Nghiêm Thế Tử, người bắn không xa không có nghĩa là người khác cũng không bắn xa. Ta nói cho người biết, trong phòng thuốc của ta có món mướp đắng chữa thận hư, hiệu quả cực tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng, ta có thể tặng ngươi 2 viên. Thật sao? Ta không phải. Ngươi nói ai thận yếu? Người thận yếu đấy. Ngươi nói lại lần nữa xem. Người thận yếu. Này Triệu Nhị Hổ, cây cung cứng cáp này không phải cái quốc người vung trên ruộng, cung điện này cũng không phải sân khấu cho tên hề như người diễn trò trên sân khấu. Đừng nói là 100 bước. Ngươi đã từng chạm vào cung tên chưa? Kéo được dây cung không? Ngươi bị làm sao vậy? Ta chỉ là một người nông dân, ta kéo cung bắn tên làm gì? Ngài thừa tướng, ngài còn xông pha ngoài tiền tuyến à? Được rồi, vậy không phải ngươi ra thi đấu à? Vậy thì đại hạ còn có tướng lĩnh nào thì gọi hết ra đây. Ồ, đối phó với mấy tên đát tử các ngươi còn cần đến tướng lĩnh của đại hạ chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, kể cả người yếu nhất của đại hạ cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi đâu, giúp chúng ta gọi một người yếu nhất của đại hạ, nhớ nhé. Yếu nhất? Bẩm bệ hạ, đã dân bình lĩnh đến. Đây, đây mà là yếu nhất sao? Chỉ là một ông già sắp súng lỗ cũng muốn thăng áo bà lỗ của ta. Đại hạ các người đúng là hết người rồi. Lão nô bái kiến bệ hạ. Được rồi, được rồi, miễn lễ. Triệu Nhị Hổ, ngươi thật sự định để một lão binh như vậy đi so tài với lực sĩ đột quyết sao? Bệ hạ, lão mã biết đường dài, đừng coi thường lão binh đại hạ chúng ta, trong lòng họ vẫn còn nhiệt huyết không kém chúng ta. Nói toàn lời hoa mỹ, ngươi định đi thi cử nhân à?
có nhiệt huyết thì có ích gì? Hắn còn đứng không vững, làm sao bắn cung, làm sao so tài? Bệ hạ đừng lo, bây giờ hắn đứng không vững, nhưng chỉ cần ăn thứ này của ta, nhất định sẽ khỏe mạnh như rồng, sức mạnh vô song. Đây là đậu Hà Lan. Triệu Nhị Hổ, ngươi lại trồng được thứ gì mới mẻ thế? Một hạt đậu tẻ nát, ngươi cũng coi là bảo bối. Ta thấy đại hạ các ngươi thật sự si tàn, rau trồng trên đất cũng xem như kho báu, thật là buồn cười. Nói các ngươi là man gì, các ngươi thật sự không có kiến thức. Đúng vậy, hạt đậu ta trồng chính là bảo bối. Nó không chữa bệnh thận yếu, ai bị thận yếu vậy? Không phải, ngươi tưởng hạt đậu tẻ nát này là thuốc tiên, ăn vào là trẻ lại, sức khỏe như trâu. Trẻ lại thì không, sức khỏe vô biên thì cũng tạm. Triệu Nhị Hổ, đừng ở đây giả thần giả quỷ nữa. Bia tập đã đặt cách đây trăm bước. Hôm nay nếu lão binh này không thắng được cuộc thi này, thì bản tướng sẽ lấy đầu người. Ta thấy đại hạ các ngươi nên sớm cắt đất bồi thường đi, để khỏi mất mặt, lãng phí thời gian. Đây là phần thưởng mà bệ hạ ban cho ngươi, có thể lấy lại khí thế, cống hiến cho đất nước. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Đánh đuổi quân xâm lược, nếu thấy hay, hãy vực dậy đại hạ. Sao lại thế này? Không thể nào, vỡ rồi. Không chỉ trúng đích, mà lực của mũi tên còn làm vỡ cả bia. Đây có phải là người không? Ngay cả một lão binh yếu đuối như vậy cũng có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chẳng lẽ đây mới là thực lực của đại hạ? Không thể nào, ta không tin. Ta muốn đấu tay đôi với ngươi. Quá chán. Lão già, mau kết thúc đi. Đại hạ tất thắng. Tốt, của là thần dân tốt của chấm. Có khí thế chiến đấu hào hùng như vậy, cộng thêm đậu do Triệu Nhị Hổ trồng, quân đại hạ của ta tăng thêm không chỉ hàng triệu. Hôm nay chấm muốn xem còn ai không biết điều, man gì mọi dợ, dám khiêu khích trên lãnh thổ thiên triều của ta. Phải chăng đậu đó là vũ khí do đại hạ bồi dưỡng? Người này đâu phải đông dân bình thường, thậm chí còn lợi hại hơn pháp sư đáng sợ nhất trên thảo nguyên của chúng ta. Nếu sau này hai nước giao chiến, chẳng phải một ông già đại hạ có thể đơn đấu với 10 dũng sĩ tinh nhuệ của đột quyết chúng ta sao? Thái tử đột quyết, các người thua rồi. Cuộc so tài này là chúng ta, người đột quyết thua, đã thua. Các người phải làm gì? Anh Sử Na Như, xin dâng lên bệ hạ viên ngọc trai đẹp nhất của Hồ Trăng Khuyết. Trời, anh Sử Na Như, người dám dùng đồ giả lừa bệ hạ, người muốn tạo phản sao? Không phải. Sao lại thế này? Không thể nào, không thể như vậy. Ngọc trai Hồ Trăng Khuyết là do hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt mà thành, cứng như sắt thép, sao có thể nói vỡ là vỡ? Gọi là cứng như sắt thép thế nào? Ta thấy còn không bằng sắt vụn. Được lắm anh Sử Na Như, đến chầu thiên triều không tuần lễ nghi cũng đành, thậm chí còn dùng hàng giả để lấp chỗ trống, quá coi thường bệ hạ. Anh Sử Na Như, người to gan lắm. Người đột quyết vô lễ ở triều đình, ở biên giới luyện binh, chấm vốn chỉ coi người như trẻ con nghịch ngợm, vốn không muốn để ý, nhưng không ngờ ngươi lại ngông cuồng đến vậy. Ngươi thật sự cho rằng chấm sợ người đột quyết các ngươi sao? Không phải vậy, ta không có bệ hạ. Như người vừa thấy, một lão binh dưới trướng chấm đều có thần lực như vậy, tiêu diệt dũng sĩ đột quyết ngươi thật dễ như trở bàn tay. Có lẽ trận chiến 5 năm trước là vì sợ không đánh các ngươi đau. Về nói với khả hãn của ngươi, nếu hắn muốn chiến tranh thì chấm sẽ cho hắn chiến tranh. Xin bệ hạ bớt giận, khả hãn của chúng ta tuyệt đối không có ý đó. Người đột quyết đối với thiên triều luôn trung thành, không có ý đồ khác. Người nói nguôi giận là nguôi giận sao? Độ khí của bệ hạ có dễ nguôi như vậy không? Ít nhất cũng phải cắt đất bồi thường chứ, đúng không bệ hạ? Đúng vậy. Anh Sử Na Như, xúc phạm uy nghiêm thiên triều, phạt cắt 3 dặm đất biên giới, bồi thường 3 vạn lượng bạc. Bệ hạ, chuyện này quá lớn, thần không thể tự quyết, mong bệ hạ cho thần về bẩm báo với khả hãn.
Được rồi, vậy thì cắt đầu ngươi. Cho thuộc hạ cầm đầu ngươi về. Bái kiến khả hãn của ngươi. Cắt. Ngay lập tức sẽ cắt. Không phải cắt đầu ta, mà là cắt đất bồi thường. Ta đồng ý chấp nhận hiệp ước. Cắt đất bồi thường. Sao lại thế này? Đã định dập tắt uy thế của đại hạ, sao cuối cùng lại thành ta đột quyết cắt đất bồi thường? Đều tại tên nông dân kia. Hoàng đế không biết tìm ở đâu một kẻ như vậy, làm hỏng hết công sức của chúng ta. Giá như vụ ám sát 5 năm trước thành công thì tốt biết mấy. Không có hoàng đế đại hạ như bây giờ, ta đột quyết đã sớm chiếm được Trung Nguyên. Cần gì phải bây giờ phải tốn nhiều công sức như thế này. Chỉ tiếc là năm đó một kiếm bị muội muội hoàng đế là Sở Thanh Ca chặn lại. Làm thế thân hoàng đế đại hạ của các người thật may mắn. Không biết vương gia có từng nghĩ người chết năm đó có thật sự là Sở Thanh Ca không? Ý của ngươi là gì? Theo lão phu quan sát, từ khi hoàng đế 5 năm trước thân chinh trở về, nhiều cử chỉ của người đều có phần kỳ lạ, không giống với hành vi trước đây. Hậu cung cũng sớm có lời đồn nói rằng đương kim thiên tử là nữ nhi. Chẳng lẽ? Không sai, ta nghi ngờ hoàng đế chân chính đã chết từ 5 năm trước, còn Sở Thanh Ca vẫn luôn giả dạng đại ca mình, mạo danh thân phận hoàng đế, giả làm hoàng đế. Còn có chuyện như vậy sao? Một khi chuyện này bại lộ, đại hạ ắt sẽ lòng dân bất ổn, chính cục hỗn loạn. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt để chúng ta xuất binh. Vương tử yên tâm, ta sẽ lập tức liên lạc với quý phi trong hậu cung, cố gắng lột mặt nạ của Sở Thanh Ca. Bái kiến quý phi. Trước đây người rất được bệ hạ sủng ái, nhưng từ khi bệ hạ thân chinh trở về thì không còn sủng ái người nữa. Quý phi có nghi ngờ gì không? Ta biết người muốn nói gì. Nghiêm tướng, người to gan lắm, dám nghi ngờ thân phận của bệ hạ, đúng hay không? Quý phi thử là biết. Hãy lấy lọ hương hoan lạc này. Ngay cả khi hoàng đế không có vấn đề gì, nếu quý phi có thể mang thai hoàng tử, chẳng phải cũng là một công lớn sao? Bệ hạ, thần đến rồi. Vào đi. Triệu Nhị Hổ, nhanh lấy bảo bối của ngươi ra cho trẫm xem nào. Bệ hạ, đây là hệ ta tự tay trồng, có thể giúp nam giới cường tráng, mạnh mẽ như rồng. Tốt lắm. Quay người đi, trẫm muốn thay quần áo. Bệ hạ, cần giúp không ạ? Ngươi to gan. Bệ hạ, Triệu Nhị Hổ, người có biết đêm nay trẫm triệu người đến là vì chuyện gì không? Chẳng lẽ bệ hạ muốn ăn hẹ của ta? Nhưng người là nữ nhi, ăn vào cũng vô dụng. Như người thấy đấy, ta không phải là hoàng đế thực sự của đại hạ. 5 năm trước, hoàng huynh của ta là Sở Nghĩa Trang thân chinh đã bị ám sát. Những năm qua, ta đành phải mạo danh hoàng huynh, ta tự tuyên bố mình đã chết. Như vậy mới ổn định được lòng quân, giữ vững được giang sơn này. Ám sát hoàng đế, ai mà to gan vậy? Trong cung còn ai nữa? Không phải con của triều thần thì là gian thần trong triều, hoặc là bọn chúng liên thủ với nhau. Những năm gần đây trong triều ngày càng có nhiều người nghi ngờ thân phận của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bại lộ. Triệu Nhị Hổ, đêm nay trẫm gọi người đến là muốn người giúp trẫm. Giúp gì cơ? Giúp trẫm thỏ ra thụt vào. Cái gì? Người bảo ta đi thỏ thụt với hoàng hậu. Đúng vậy. Trẫm giả làm hoàng huynh nhiều năm, chưa từng động phòng, trong cung oán hận sâu sắc. Nếu người có thể giúp ta động phòng, sinh hạ hoàng tử, những lời đồn trong triều sẽ tự tan biến. Không được hay lắm. Có gì không hay? Kim quý phi đã đến tìm trẫm nhiều lần rồi. Trước đây nàng là sùng phi được hoàng huynh yêu thương nhất, giờ đây bị thất sủng, không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ. Trẫm đã triệu kiến nàng, tối nay sẽ đến. Người mau thay y phục lên giường. Chờ đi. Bạch Phượng, cởi y phục của hắn ra. Vâng. Đợi đã. Bệ hạ, người còn chưa hỏi thần có nguyện ý hay không? Chuyện này liên quan đến kiếp trai tần của ta. Hừ, ý ngươi là
Ngươi không muốn, ý ta là phải trả thiên tiền. Được. Trước đây ngươi đã giúp trận doanh hạ hai nước so tài, là công lớn. Chờ chuyện này kết thúc, chấm trọng thưởng Triệu Nhị Hổ. Ngươi không nói là hẹ của ngươi hiệu quả phi thường sao? Vậy bây giờ ngươi hãy ăn hết nó đi. Cố gắng để quý phi sớm mang lòng thai. Nhìn là biết lâu lắm rồi chưa làm chuyện đó. Chuyện nhỏ như con thỏ này ta còn phải ăn nó sao? Danh hiệu sói một đêm 7 lần Triệu Nhị Hổ không phải thổi đâu. Kim quý phi đến. Nhanh vậy, nhanh nhanh, thay quần áo, lên giường đợi. Ấy, tấy bệ hạ hay là đổi ngày khác? Bệ hạ, thần thiếp sẽ hầu hạ ngài. Chấm đã đợi nàng rất lâu rồi. Điện hạ, thơm quá. Kim quý phi đang làm gì vậy? Là hương hoan lạc, người người sẽ loạn trí mê tình, không thể tự thoát ra được. May mà đã cho Triệu Nhị Hổ đến, nếu không thì sẽ bại lộ mất. Bạch Phượng không chịu nổi nữa rồi. Đây là tư thế gì vậy? Trời ơi, sao lại có thể như vậy được? Triệu Nhị Hổ này thật là quá giỏi. Nói bậy bạ gì vậy Bạch Không Phượng? Được xem nữa. Cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc rồi. Kết thúc cái gì? Triệu Nhị Hổ này là yêu quái gì vậy? Cả đêm rồi. Bệ hạ, người không thương xót thiếp sao? Không được, thiếp buồn ngủ quá, thiếp phải ngủ bù. Không ngờ một nông dân như ta lại được quẹt thẻ phi tần trong cung. Không được, ta phải chạy ngay, nếu không sẽ bị nàng phát hiện. Ái phi, chấm còn phải lên triều. Nàng nghỉ ngơi trước đi, tỉnh dậy thì tự về. Sao lại buồn ngủ thế này? Còn không phải tại ngươi. Xem người làm cả đêm. Ta Triệu Nhị Hổ, ngươi lập đại công hai lần. Nói đi, muốn chấm ban thưởng gì? Vậy thì ban thêm cho ta ít ruộng tốt, ta sẽ trồng thêm nhiều thứ. Ngươi nói đúng. Ngày đó ngươi lấy ra hạt đậu thật kỳ diệu. Nếu có thể sản xuất đại trà, trang bị cho Bình Mã đại hạ, lũ man di kia còn gì đáng sợ. Bệ hạ, việc trồng đậu này giao cho ngươi, thần không làm được. Cái gì? Không làm được? Tại sao? Bệ hạ, đậu này thời gian trồng quá dài, phải một tháng mới chín. Nhưng sau khi dùng, cảm giác hiệu quả chỉ được một khắc. Một khắc sau sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, không thể ứng phó với chiến tranh trường kỳ. Lâu như vậy, sói dữ đột quyết, lần trước cắt đất bồi thường nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Sợ rằng gần đây sẽ có hành động. Một tháng thời gian quá lâu. Người đột quyết quên đi. Chỉ sợ tên gian thần Nghiêm Tùng lại có âm mưu quỷ kế gì. Đến lúc đó nội lo ngoại hoài, ta sợ đầu ta sẽ lại đau. Bệ hạ đừng lo. Mặc dù không trồng được đậu, nhưng vẫn còn bảo bối khác. Nếu chúng dám phạm vào chúng ta, ta sẽ cho chúng một trận chiến thực vật với người đột quyết. Nhất định không tốn một binh một tốt, chém chết lũ man gì đó. Chiến tranh thực vật với người đột quyết. Triệu Nhị Hổ, người có biết kỵ binh đột quyết có 20 vạn không? Mạnh mẽ đến mức nào? Cho dù quân đội đại hạ của ta mạnh mẽ, năm đó cũng bị kỵ binh đột quyết tấn công, thua thảm. Chỉ dựa vào rau của ngươi trồng dưới đất, làm sao có thể chống đỡ được cuộc tấn công của kỵ binh này? Cô có hiểu gì về mìn khoai tây không? Sức mạnh của bom khoai tây. Cho dù kỵ binh có mạnh đến đâu, ta chôn mìn khoai tây xuống đất, chẳng phải sẽ nổ tung người ngã ngựa sao? Mìn, bom, đây là thứ gì vậy? Xin bệ hạ ban cho thần nhiều báu vật linh khí.
Ngoài ra, hãy ban cho thần 10 vạn lượng bạc trắng để thần dùng vào việc trồng trọt. Mặc dù không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng chỉ cần là trồng trọt, chấm sẽ chấp thuận. Lần này ngươi có công bảo vệ đất nước, ngươi có thể tùy ý lựa chọn báu vật trong kho quốc gia. Ngoài ra, chuyên chỉ mở rộng vườn thuốc. Triệu Nhị Hổ, lần này mở rộng vườn thuốc, ngươi muốn mở rộng bao nhiêu, chấm sẽ cho ngươi mở rộng bấy nhiêu. Tạ ơn bệ hạ. Ta đã có rất nhiều linh khí và châu báu, có thể tạo ra nhiều báu vật hơn. Đến lúc đó, bất kể đột quyết tốt đẹp thế nào, tất cả đều phải khuất phục dưới của cả tím lớn của ta. Chà, theo như thái giám chúng ta mua chùa Kim Quý Phi cả đêm đều ở trong cung điện của bệ hạ. Tiếng động đó, ba cung sáu viện đều nghe rõ một một, khiến lòng người hoang mang. Cái gì? Chẳng lẽ ta đoán sai? Người chết năm đó thực sự là Sở Thanh Ca? Yeah. Cho dù hoàng đế là đàn ông, cũng không loại trừ khả năng người khác giả mạo. Thật nực cười. Huyền Hoàng có ba người con, một trai hai gái. Ngoài Sở Thanh Ca, còn ai dám mạo danh hoàng đế đi quẻ thẻ hoàng hậu? Không thể là Triệu Nhị Hổ chứ? Vậy phải làm sao? Nếu hoàng đế không chết, đại kế của người sẽ đổ sông đổ biển. Ta vẫn không thể tin được. Hoàng đế hiện tại không có vấn đề gì, có khi là Kim Quý Phi và Sở Thanh Ca thông đồng với nhau. Ta phải để Như Ngọc tìm cách vào cung Tuyển Phi, thử dò xét thêm lần nữa. Tiểu cô, có làm được không? Trong số nữ quyến ta có thể tin tưởng, chỉ còn nàng thôi. Đến nước này rồi, chỉ còn cách thử một phen. Không ngờ huynh lại giao trọng trách này cho ta. 3 ngày sau là ngày tuyển chọn phi tần. Người nói xem, ta có được hoàng đế để mắt đến không? Tiểu thư lo xa rồi. Người trời sinh dáng chuẩn, lại là muội muội của đương triều thừa tướng. Chức quý phi này không ai khác ngoài người. Nói về nhan sắc, ta tự nhận không thua kém bất kỳ ai, nhưng dù sao ta cũng đã già hơn rồi. Chăm sóc da thịt chắc chắn không bằng những mỹ nhân trẻ tuổi. Ta nghe nói trong cung có một người nông dân tên là Triệu Nhị Hổ, trồng ra loại rau không chỉ chữa khỏi bệnh cho công chúa, mà còn làm cho làn da đen mịn màng hơn nhiều. Nếu người có thể khiến hắn cung cấp loại rau quý đó, chắc chắn sẽ rạng rỡ hơn. Thật vậy sao? Nhưng nếu hắn không chịu thì sao? Có thể dâng báu vật cho người là vinh hạnh của Triệu Nhị Hổ, hắn còn cầu không được, làm sao có thể không chịu? Có lý. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tên Triệu Nhị Hổ, hy vọng hắn đừng không biết điều. Người chính là Triệu Nhị Hổ. Này, tiểu thư nhà ta đang nói chuyện với người đấy. Người điếc à? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Vị này chính là muội muội ruột của đương kim thừa tướng, là quý phi tương lai. Người không chọc giận nổi đâu. Quý phi nương nương, hoàng đế là nữ, một kim quý phi mà còn không thu phục được, làm sao có thể nạp phi được? Hóa ra là Nghiêm đại tiểu thư, có chuyện gì không? Ta nghe nói công chúa ăn rau do ngươi trồng, da rẻ càng ngày càng mịn màng. Ngươi còn bảo bối gì nữa, cho ta đếm thử, để ta cũng được trẻ trung xinh đẹp hơn. Có thì có, nhưng tại sao ta phải cho? Triệu Nhị Hổ, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, đợi ta tuyển phi thành công, sau này trong cung tự nhiên sẽ không bạc đãi. Ngươi nếu không đồng ý, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Cho dù cô thật sự trở thành phi tử, cuối cùng ngươi được lợi chẳng phải vẫn là ta sao? Đã là muội muội của Nghiêm Tùng, vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm tàn nhẫn. Nghiêm đại tiểu thư, vừa hay ở đây có dưa hấu lớn làm đẹp dưỡng nhan, ta đã dày công vun trồng, đảm bảo cô ăn xong da rẻ sẽ mịn màng mềm mại như da em bé. Thật hay giả vậy? Của dưa hấu này của ngươi nhìn chẳng khác gì dưa hấu bình thường. Có gì đặc biệt đâu? Vậy thì chứng tỏ mắt cô kém rồi. Cô nhìn ta này, đẹp trai thế này, da đẹp thế này, ăn toàn đồ ngon. Nếu muốn, ta có thể bán cho cô rẻ hơn một chút. Ngươi đùa à? Con đòi tiền? Không thì sao? Thôi đi, đồ nhà quê chưa từng thấy tiền, đừng chấp nó. Dưa hấu này bao nhiêu tiền? Ta mua, coi như thưởng cho người. Không nhiều, 100 lượng. Ta tưởng bao nhiêu, hóa ra chỉ có 100 lượng bạc. Tiểu thư nhà ta bình thường bố thí cho ăn xin còn nhiều hơn thế. Đừng hiểu lầm, không phải bạc, là vàng. Cái gì? 100 lượng vàng? Một quả dưa hấu bán 100 lượng vàng? Vỏ dưa của ngươi làm bằng vàng hay hạt dưa làm bằng vàng? Ôi, Nghiên tiểu thư, cô xem cô nói gì kìa. Cô đi thử xem, cô đi tìm đi. Trên đời này, cô đi đâu tìm được một báu vật lớn như vậy? Ta nói cho cô biết, quả dưa hấu này không giống của cà tím của công chúa. Nó chủ yếu làm đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi, không lừa trẻ con.
Nhưng ngoài dưa hấu, ta còn có các loại rau củ khác. Dưa hấu và dưa chuột. Gói làm đẹp da, trị mụn, ăn xong thì làm đẹp da, dưỡng nhan, làm mờ vết thâm, đảm bảo da bạn sẽ căng mọng. Giá 500 lượng vàng, đắt thế, hai cổ dưa cộng lại hết 500 lượng. Không mua cũng được, ta còn có dâu tây cộng hành tây. Gói kéo dài tuổi thọ, hoạt huyết, hóa ứ, trẻ mãi không già. Hơn nữa, còn đàn hồi hơn, giá 700 lượng. Không thể nào, chỉ cần rau củ là có thể làm chậm quá trình lão hóa, chẳng phải là thuốc tiên sao? Không chỉ là thuốc tiên đâu, ta nói cho cô biết, còn có thứ tuyệt nhất, các chị em, muốn biết là gì không? Chanh thành cam. Gói thành xuân bất lão. Thành xuân bất lão là gì vậy? Trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già, quan trọng hơn nữa là chống chảy xệ, giá 1.200. Mua, ta mua, lấy tiền. Trái cây rau của ngươi cũng đắt quá rồi. Một quả dưa hấu mà đòi 120 lượng vàng, đây là giá trên trời. Không sao đâu, dù sao thì cô cũng nói có rất nhiều giai nhân tham gia tuyển phi. Cô có nghĩ ta sẽ thiếu khách hàng không? Nhưng cô thử nghĩ xem, nếu những giai nhân khác ăn trái cây rau của ta, muốn mặt đẹp thì có mặt đẹp, muốn dáng đẹp thì có dáng đẹp. Cô nghĩ cô còn cơ hội không? Được, Triệu Nhị Hổ, ta nhớ ngươi rồi. Ngươi đi, rút tiền đi. Vâng. Có một khoản tiền lớn như vậy, ta có thể mua thêm nhiều bảo vật để bổ sung linh khí của ta. Nghiêm Như Ngọc, cô thực sự là thần tài của ta. Tiểu thư, dưa chuột cô cần đã được chuyển đến hết rồi, theo lệnh của cô, tất cả đều to và dài. Tốt lắm, tiếp tục. Bán hết những gì có thể bán, đổi lấy bộ rau củ của Triệu Nhị Hồ. Tiểu thư, những bảo vật giá trị của chúng ta đã đổi hết rồi. Bây giờ chúng ta đã hết tiền rồi. Cái gì? Hết tiền rồi. Tiểu thư, hay là chúng ta tạm dừng trước? Cô đã mua quá nhiều rau củ rồi, ăn được một thời gian rồi. Không được, ta đã mua rồi. Những người khác chẳng lẽ không mua sao? Nếu như cuối cùng họ đều trắng trẻo mịn màng hơn ta, thanh xuân tươi đẹp, thì nỗ lực của ta chẳng phải là uổng phí sao? Vậy phải làm sao đây, tiểu thư? Ta nhớ là ca ca vẫn còn để ở đây. Một khoản tiền phải không? Tiểu thư, đó là tiền quân phí để thừa tướng mở rộng quân bị. Nếu như tiểu thư tự ý sử dụng, thì nếu xảy ra chiến sự đột xuất thì phải làm sao? Gần đây người đột quyết không mới cắt đất bồi thường sao? Sao lại xảy ra chiến sự đột xuất được? Ta cứ lấy ra dùng trước, đợi đến khi ta được chọn làm phi tử, được bệ hạ sùng ái, thì sẽ bắt Triệu Nhị Hồ kia nôn hết ra. Triệu đại nhân, xem ra ta không được mịn màng rồi. Hãy để ta nếm thử dưa chuột cưng của ngươi để làm dịu cơn khát, được không? Ta thấy nó khá trơn, ta sẽ thử. Ghét quá. Triệu đại nhân, nghe nói của cả tím cưng của ngươi vừa to vừa dài, hãy cho chúng ta xem thử được không? Có quá nhiều người ở đây, không hay. Đại nhân, gói rau của ngươi đắt quá, ta đổi thứ khác cho ngươi được không? Đổi cái gì cơ? Đại nhân, cô làm ta khó xử quá. Chúng ta cùng thương lượng, bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Ta giảm giá cho các người rồi thì những người khác sẽ thế nào? Triệu Nhị Hổ, tất cả rau của trong vườn của ta ngươi bảo hết. Nghiêm cô nương, tiền ở đâu ra nhiều thế? Cô có phải phát tài rồi không? Chỉ là chút tiền nhỏ thôi. Nhìn ngươi kìa, chưa từng thấy tiền bao giờ. Nghe cho rõ đây, tất cả rau của trong vườn ta đều mua hết. Nghiêm tiểu thư, cô mua hết rau của trong vườn, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, Nghiêm tỷ tỷ, xin tỷ hãy làm ơn để lại một ít cho chúng ta. Mọi người cạnh tranh công bằng, ai trả giá cao hơn thì thắng. Nếu các người không trả nổi giá thì cút sang một bên cho ta, đừng có làm ồn trước mặt ta. Đem hết đi cho ta. Nhìn lũ vô dụng này kìa, giờ thì xem các ngươi còn đấu với ta bằng gì. Ăn sùng của hoàng đế đã định sẵn là của riêng ta. Trời ơi, thế này thì chắc chắn đủ linh khí rồi. Ta phải chuẩn bị thật tốt, nuôi cấy vũ khí thực vật quy mô lớn, chuẩn bị cho chiến tranh. Triệu Nhị Hổ, ngươi còn cười ngây ngô. Ngươi bán hết rau của này cho Nghiêm Như Ngọc rồi. Đợi khi nàng ta trở thành phi tần được sủng ái, đến lúc đó trở về nhất định sẽ xử lý hết người. Số tiền này lại. Được sủng ái, ta thấy chưa chắc đâu. Bệ hạ, các cô nương đã đến, có thể bắt đầu tuyển tú. Xem từng người một thì quá phiền phức,
cho tất cả vào đây. Vâng. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Không có ai đặc biệt. Hôm nay tuyển tú đến đây là hết. Bệ hạ khoan đã. Thần nữ Nghiêm Như Ngọc bái kiến bệ hạ. Lũ phấn son tầm thường, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Hãy chờ xem, ta mới là nữ chính của buổi tuyển tú hôm nay. Trẫm không hứng thú với khanh. Tất cả lùi xuống. Sao lại thế này? Ta đã tốn nhiều tiền như vậy, kết quả bệ hạ thậm chí còn không thèm nhìn ta lấy một cái. Vậy chẳng phải ta đã phí công vô ích sao? Không, chắc chắn là do Triệu Nhị Hổ. Những loại dao của kia vô dụng. Triệu Nhị Hổ đáng chết. Thật to gan dám lừa ta. Ta phải đi mách đại ca, để hắn ta chút giận thay ta. Chà, người đột quyết đã gửi thư đến, yêu cầu người chuẩn bị tiền quân phí. Vài ngày nữa họ sẽ xuất binh áp sát. Ta đã chuẩn bị tiền từ lâu, để tránh tai mắt. Ta tạm thời gửi tiền chỗ Như Ngọc. Đợi khi nàng trở về sau cuộc tuyển phi, ta sẽ liên lạc với người đột quyết, chuẩn bị khởi sự. Đại ca, tên Triệu Nhị Hổ kia. Như Ngọc, muội về đúng lúc rồi. Nhìn muội dạo này thật là rạng rỡ. Thế nào, hoàng đế đã chọn muội làm phi chưa? Hoàng thượng thậm chí còn chẳng nhìn ta, quay đầu bỏ đi. Nếu vậy thì càng chứng tỏ hoàng đế có vấn đề. Như Ngọc, mau đi lấy số tiền quân phí mà ta gửi ngươi, ta cần dùng gấp. Ngươi ngây ra đó làm gì? Tiền đâu? Tiền đã đưa hết cho Triệu Nhị Hổ rồi. Cái gì? Ngươi nói gì cơ? Ta đã gửi ngươi 30 vạn lượng bạc. Ngươi đã đưa cho hắn bao nhiêu? Toàn bộ. Tiểu cô, nhiều tiền như vậy sao cô lại đưa cho tên nông dân đó? Điều tại tên nông dân đáng chết đó. Hắn ta nói rằng rau của hắn trồng có thể làm đẹp da, để được hoàng thượng để mắt, chọn làm phi tần. Ta đã mua rất nhiều rau quả của Triệu Nhị Hổ, cuối cùng đã tiêu hết tiền tiết kiệm, không còn cách nào khác, mới phải dùng đến tiền của huynh. Ngươi hồ đồ. Tên Triệu Nhị Hổ kia chỉ là một tên nhà quê thổ lỗ. Thứ hắn trồng ra làm gì có thể là kỳ chân dị quả mà khiến ngươi mê mẩn đến vậy. Ấy, cha ơi, ngươi đừng nói nữa, thật không ngờ tiểu cô trông trẻ hơn hẳn. Thật sao? Thật đấy. Ta còn tưởng tên nhà quê kia lừa ta. Đẹp thì có ích gì? 30 vạn lượng bạc của ta có phải để ngươi làm bình hoa không? Ngươi có biết không, tại sao ta lại đưa tiền cho ngươi? Còn không phải để che mắt người khác. Giờ ngươi lại đem hết tiền cho Triệu Nhị Hổ. Ta phải làm sao để thực hiện đại sự của mình? Ngươi... phải làm sao bây giờ? Không có tiền quân phí, người đột quyết chắc chắn sẽ không xuất binh. Sự đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Như Ngọc không được chọn làm phi, càng chứng tỏ hoàng đế có vấn đề. Vậy thì người lập tức thay ta đi liên lạc với quần thần, mời họ đến dự tiệc. Cha ơi, giờ này rồi, cha còn muốn tìm họ làm gì nữa? Ta muốn liên kết với quần thần ngay tại triều đình, vạch trần bộ mặt giả dối của hoàng đế. Các vị đều có quan hệ mật thiết với Nghiêm Mỗ. Hôm nay mời mọi người đến đây là có một việc muốn bàn bạc. Thừa tướng cứ yên tâm, chúng ta sẽ theo trần thừa tướng. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta dù chết cũng không từ. Đúng vậy thừa tướng, chúng ta trung thành với ngài. Ngài có yêu cầu gì cứ dặn dò, chúng ta nhất định sẽ làm tốt cho ngài. Tốt lắm. Đã như vậy, vậy thì ta sẽ nói thẳng, bên ngoài đồn đại, hoàng đế chân chính của đại hạ chúng ta là Sở Nghĩa Trang, đã chết từ 5 năm trước, mà hiện tại ngồi trên ngai vàng là muội muội của Sở Nghĩa Trang, Sở Thanh Ca. Vấn đề này ta chắc chắn mọi người đều đã nghe về nó. Nữ tử lên triều, đơn giản là nó đi ngược lại lời dạy của tổ tiên, đại nghịch bất đạo,
Đại hạ ta có tin đồn này. Thực sự khiến đại hạ xấu hổ. Ngày mai lên triều, ta muốn tất cả các người cùng ta. Xin bệ hạ tự chứng minh thân phận, loại bỏ hoàn toàn lời đồn đại này. Xin hỏi thừa tướng, muốn bệ hạ tự chứng minh như thế nào? Tự chứng minh nam nữ? Còn có thể dùng cách nào nữa? Tự nhiên giữa chốn đông người mà lột đồ? Thừa tướng, dù sao cũng là vua của một nước, hành vi như vậy, đây quả thực là đại bất kính. Nếu lời đồn là giả, bệ hạ vẫn là bệ hạ như vậy, vậy thì chúng ta chẳng phải đã phạm tội chu gì sao? Nếu bệ hạ thực sự là Sở Thanh Ca cải trang, vậy thì lập tức bắt nàng thoái vị, lập lại hoàng quyền. Nếu không phải, nếu không phải, vậy thì Nghiêm Mỗ sẽ khoác hoàng bào, chấn chỉnh triều cương. Các vị nếu giúp ta, sẽ là công thần khai quốc của ta. Nếu phản ta, vậy thì ngay bây giờ có thể vứt đầu đổ máu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Thanh Ca, lần này xem ngươi còn giả vờ được nữa không? Bệ hạ, thám tử mật báo, Tùng đêm nay tập hợp đảng cánh ở phủ, những kẻ tay chân của hắn ở triều đình đều đã đến đông đủ. Có biết là vì chuyện gì không? Nghiêm Trung nghi ngờ danh tính của bệ hạ, sáng mai chầu sớm sẽ liên hợp với các đại thần xin trói để bệ hạ. Để chấm thế nào? Ngươi mau nói đi. Xin bệ hạ cởi áo tự chứng. Láo xược, lũ người này thật to gan, muốn chấm lấy đầu chúng sao? Bệ hạ, đảng cánh của Nghiêm dài khắp triều đình, nếu người giết hết, đại hạ nhất định sẽ bất ổn. Tên gian thần đó mới không sợ, lần này sợ rằng đã quyết tâm trở mặt với người rồi. Triều đình to lớn này, những người có thể giúp chấm thật sự chẳng có mấy. Không đúng, còn một người, nếu tìm được hắn nhất định sẽ có cách giải quyết. Bệ hạ nói đến Triệu Nhị Hổ. Đúng vậy, chính là Triệu Nhị Hổ. Nhưng Triệu Nhị Hổ dù sao cũng chỉ là một nông dân cày ruộng, hắn có thể có cách gì? Trước tiên hãy tìm hắn đến rồi nói. Hắn đâu? Bệ hạ quên rồi sao? Hắn theo lệnh của ngài hiện đang cùng Kim Quý Phi. Đi, theo trẫm đến giường bắt hắn. Vâng. Cái dưa chuột lớn của ngài thật khác biệt. Thiếp ăn rồi, làn da của thực mịn màng hơn nhiều. Ai phi thích thì tốt. Không còn sớm nữa, đến giờ thò da thụt vào rồi. Bệ hạ, thần thiếp thấy gần đây mình đẹp hơn nhiều. Người cũng không quay lại nhìn thần thiếp. Thôi, khỏi nhìn đi. Nàng không nói là gần đây nàng ăn dưa chuột, da rẻ mịn màng sao? Gần đây ta ăn cả rốt, cũng đàn hồi hơn. Đến đây, chúng ta so tài nào, mau tắt đến đi. Nhìn đến ta không phát huy được. Mặc dù gần đây bệ hạ sủng hạnh ta nhiều hơn, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn chưa từng nhìn thẳng vào ta. Đúng là có vẻ như cố tình tránh ta. Bệ hạ, sao người không nhìn thần thiếp? Ôi, lát nữa sẽ nhìn. Nàng tắt đèn trước đã rồi ta nhìn, nhanh lên. Bệ hạ, cầu hoàng đế đưa mạng ra đây. Cứu mạng, cứu mạng. Bệ hạ, có người muốn giết ta. Không phải, có người muốn giết ngài. Bạch Phượng, cô định làm gì? Cô không định tạo phản chứ? Chấm có việc gấp cần tìm ngươi. Chấm gặp phải rắc rối lớn. Rắc rối? Rắc rối gì? Không phải là người đột quyết sắp xuất binh chứ? Không phải thế. Chỉ là chấm đột nhiên nhận được tin, ngày mai chầu sớm, Nghiêm Tùng liên kết với quần thần trong triều, ép chấm phải cởi đồ trước mặt mọi người để chứng minh thân phận. Cái gì? Cởi đồ? Ta có thể ở đó không? To gan! Triệu Nhị Hổ, ngươi dám hốt láo với bệ hạ như vậy sao? Hành động nông nổi như vậy có gì khác với những tên gian thần phản nghịch kia? Ta sẽ giết hắn ngay bây giờ. Đừng vội. Ý ta là ngày mai ta nhất định phải có mặt để giúp bệ hạ giải quyết nỗi ưu phiền. Triệu Nhị Hổ, chấm tìm ngươi chính là vì chuyện này. Nghiêm Tùng đã quyết tâm phải vạch trần thân phận của chấm. Ngươi có kế gì không? Có thể giúp chấm vượt qua cuộc khủng hoảng này. Biện pháp? Có. Cách gì? Nói nhanh lên. Bắt thích khách. Nhanh chóng bịt mặt lại. Bắt thích khách. Ê.
Bệ hạ, ngài không sao chứ? Chẳng không sao, may mà gặp được Triệu Nhị Hổ. Hàng phục được thích khách. Thích khách to gan dám ám sát hoàng thượng. Xem ta xử lý người thế nào. Người đâu, đưa thích khách này xuống cho ta, tra tấn thật nghiêm. Hoàn đã. Cái này, người này do chấm đích thân thẩm vấn. Các người, trước tiên lui xuống. Bệ hạ, long thể kim quý, đừng để có sơ suất gì. Huống hồ ngài không phải nói cho thiếp kiểm tra thân thể sao? Ồ, phải không? Được rồi, thích khách đã bị Triệu Nhị Hổ bắt giữ. Chấm không sao, các người lùi ra trước đi, chấm tự có sắp xếp. Vâng. Đừng nhúc nhích. Triệu Nhị Hổ, người đâm chúng ta rồi. Đâm? Đâm cái gì? Còn có thể là gì nữa? Không phải cải thì là cả tím rồi, khó chịu chết mất rồi. Mau lấy ra đi. Tạm thời không lấy ra được, cô hãy cố chịu một chút. Đợi đã. Ngươi. Kim Phi, nàng còn chuyện gì nữa không? Xong rồi, xong ta rồi. Ta đã bảo cô đừng cử động lung tung. Cô cố chịu một chút thì có sao đâu. Này quý phi, ta đã bắt được thích khách rồi. Giờ đã khuya rồi, người về nghỉ ngơi đi. Triệu Nhị Hổ, quần áo trên người ngươi không phải của hoàng thượng sao? À, đúng vậy. Lúc nãy có kẻ ám sát hoàng thượng, và ta tình cờ gặp hoàng thượng. Sau đó để bảo vệ hoàng thượng, ta đã dùng chiêu đưa hổ về đối cho ngài ấy, thu hút kẻ ám sát và cuối cùng bắt được hắn. Triệu Nhị Hổ nói đúng rồi. Được rồi, các người xuống đi, đừng làm gián đoạn việc ta thẩm vấn kẻ ám sát. Vâng. Hoàng hậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Có vẻ người không được gặp lại nàng nữa. Hả? Sao vậy? Không nỡ sao? Không có, không có. Sao lại thế được? Ngươi vừa nói có cách, rốt cuộc là gì? Bệ hạ, chỉ cần một củ khoai môn. Khoai môn? Đúng vậy. Nghiêm Tùng liên hợp quần thần thế như trẻ tre, nhất định sẽ không đạt được mục đích thì không dừng. Cởi áo tự chứng minh tuy rằng nhưng hoang đường, nhưng nếu bệ hạ cố chấp không cởi, nhất định sẽ để Nghiêm Tùng lấy cớ là sợ hãi. Vậy ý của ngươi là cởi? Bộ quần áo này nhất định phải cởi, hơn nữa phải cởi sạch sẽ, không được để lộ một mảnh hàn vải. Nhiên, bệ hạ là nữ nhi, làm sao có thể trước cởi áo thần cho mọi người xem được? Hơn nữa, nếu thực sự cởi, chẳng phải sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận của bệ hạ, cho nên cần phải dùng đến khoai môn do ta đặc biệt nuôi trồng. Ý ngươi là ăn khoai môn của ngươi chấm có thể biến thành nam nhân? Trời ơi, chẳng lẽ ăn khoai môn của ngươi, bệ hạ sẽ mọc ra? Cô nghĩ gì vậy? Khoai môn của ta sử dụng rất dễ, dùng để cải trang khoai môn của ta, giã nát nó rồi đắp lên mặt bệ hạ, đợi nó khô rồi thì lấy ra đắp lên người thế thân, như vậy sẽ nhầm lẫn giả thành thật. Ý của ngươi là tìm một người đàn ông đóng giả hoàng đế, như vậy ngày mai dù có cởi hết quần cũng áo cũng không sợ? Đúng vậy. Nghiêm Tùng bày mưu như vậy, chúng ta sẽ dùng kế của hắn, đến lúc đó xem hắn tự đập đầu vào đá, chúng ta còn có thể phản công hắn. Thế nào? Tốt, cứ theo cách của ngươi. Ngươi mau đi lấy khoai môn, chấm về cung đợi ngươi. Bệ hạ, khoai môn thần chưa trồng. Cái gì? Không phải người đột nhiên hỏi ta lấy khoai môn trồng trước thứ này, ta cũng không dùng. Làm sao đây, sắp đến giờ lên chiều, thời gian không còn kịp nữa rồi. Bệ hạ đừng lo, chỉ cần người ban cho thần nhiều linh khí, thần sẽ trồng ngay củ khoai môn. Trước khi ra khỏi triều đình nhất định sẽ thúc cho nó chín. Có gì khó đâu, chấm sẽ ban cho người một đạo khẩu dụ, cho phép ngươi ra vào quốc khố, các loại bảo vật tùy ngươi lựa chọn. Tốt, bệ hạ cứ yên tâm. Khoai môn sáng mai ta nhất định sẽ mang đến cho người. Đến lúc đó ngài hãy tìm một đàn ông đáng tin là có thể đánh cháo được. Người thấy chấm còn cần phải tìm người khác nữa sao? Chuyện này ngoài ngươi Triệu Nhị Hổ còn ai thích hợp hơn? Cái gì? Ta à? Không sai, chính là ngươi Triệu Nhị Hổ. Ngươi còn dám cả gan động đến cả quý phi của chấm. Giúp chấm cởi một chiếc áo thì làm sao? Không phải, bệ hạ, ta có thể giúp người cởi áo, nhưng để ta thay người cởi áo thì ta thực sự có chút khó xử. Ngươi to gan, chuyện này không thể chậm trễ. Ta đi trồng khoai trước. Tạm biệt bệ hạ. Bệ hạ, người thật sự định cho Triệu Nhị Hổ cải trang thành người sao? Nếu không thì phải làm sao?
nhìn khắp hoàng cung, người mà Trâm có thể tin tưởng ngoài Triệu Nhị Hổ ra thì còn có ai khác không? Bệ hạ, ngài phải cẩn trọng. Nếu đúng như Triệu Nhị Hổ nói, khoai môn hắn trồng đủ để giả thật khó phân biệt. Người không sợ ngày mai hắn lên ngôi sẽ không muốn nhường ngôi sao? Nếu hắn thật sự có mưu đồ sau này thật sự thay thế vị trí thì của phải người làm sao? Vì giang sơn xa tắc, ta chỉ có thể hiến dâng chính mình mới có thể nắm chắc được Triệu Nhị Hổ. Hy vọng ta không nhìn lầm. Triệu Nhị Hổ, ngươi đừng phụ ta. Đợi khi hắn đến tìm ta, ngươi hãy lùi xuống để hắn tắm rửa thay đồ cho ta. Bệ hạ muốn. Đúng vậy, ta muốn Triệu Nhị Hổ hoàn toàn trở thành người của ta. Bệ hạ, khoai môn đã làm xong rồi, chúng ta khi nào bắt đầu cải trang vậy? Đợi một chút nhé. Đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Vậy thì vào xem đi. Ờ không, không phải bệ hạ, người nói gì vậy? Vào đi, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nữ đế cũng sẽ cô đơn chống trải lạnh lẽo? Triệu Nhị Hổ, Trẫm hỏi ngươi một câu, Trẫm có thể tin ngươi không? Ngươi nói xem. Triệu Nhị Hổ ta trọng nghĩa khí nhất, bình thường người đối xử với ta không tệ, ta sao có phản thể phản bội hả? Ta tin, ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Triệu Nhị Hổ, ngươi có biết mấy năm nay ta ở trong cung một mình sống thật mệt mỏi, đôi khi ta thực sự muốn có ai đó giúp ta. Ngươi phải thay đại ca mình bảo vệ giang sơn xã tắc này, thật sự là khổ cho ngươi. Triệu Nhị Hổ, người có thể trở thành người ta dựa vào không? Theo lời người nói, người nghi ngờ người cùng phòng với người mỗi đêm là Triệu Nhị Hổ giả mạo. Ban đầu ta đối với thân phận của bệ hạ bị thuyết phục, đáng tiếc là bây giờ có chút dao động. Nếu như thực sự là như vậy, tin đồn là thật, thì ta phải làm sao đây? Đừng vội, ta nghe tin tên gian thần Nghiêm Tùng liên kết với bảy tôi, chuẩn bị ngày mai lên triều ép bệ hạ cởi áo tự chứng minh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mong rằng ta chỉ nghĩ nhiều, nếu không ta nhất định sẽ giết tên Triệu Nhị Hổ đó. Nhớ lúc đó Kim Quý Phi đã là chuyện ta không ngờ tới, không ngờ giờ đến cả hoàng thượng cũng là người của ta rồi. Ai mà ngờ được một tiểu nông dân lại được hưởng đãi ngộ như vậy. Hóa ra bệ hạ cởi bỏ trang phục nam nhi lại đẹp đến vậy. Nếu không phải vì đại ca nàng bị giết hại thảm thương, thì nàng cũng không phải chịu nhiều áp lực đến vậy. Kịch ngắn như vậy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Nàng cứ yên tâm, sau này có ta ở bên, bất kể nàng gặp khó khăn gì, ta sẽ giúp nàng. Nói chuyện này lâu rồi, ta phải nhanh chóng thay đổi diện mạo. Ta đã mất quá nhiều thời gian, khoai môn đã cứng rồi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian tạo ra một cái nữa. Nếu không bệ hạ gặp nạn thì mọi người đều xong đời. Sở Thanh Ca, nhất định phải đợi ta. Giờ là giờ gì rồi? Tất cả là tại Triệu Nhị Hổ làm chậm trễ lâu như vậy, không kịp cải trang rồi, phải làm sao đây? Triệu Nhị Hổ, Triệu Nhị Hổ, người cũng lừa ta. Bệ hạ, sắp đến giờ lên triều rồi. Triệu Nhị Hổ đâu? Hắn không phải muốn cải trang sao? Biến mất rồi, biến mất rồi. Chẳng lẽ hắn cố tình lừa dối bệ hạ? Kẻ phản bội này, đợi ta tìm được hắn, nhất định phải giết hắn bằng một nhát kiếm. Sự việc đã đến nước này, cái gì cũng không quan trọng. Bây giờ việc cấp bách là phải đối phó với lũ hỗn đản Nghiêm Tùng. Nhưng bệ hạ người, bao nhiêu năm qua chỉ có một ta mình cũng ta đã vượt qua. Đi, hôm nay ta sẽ giải quyết dứt điểm với Nghiêm Tùng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có chuyện đâu? Không thì bãi triều. Tâu bệ hạ, thần có chuyện tâu. Nói đi, có chuyện gì? Bệ hạ, mấy năm nay trong dân gian vẫn đồn
bệ hạ chân chính, Sở Nghĩa Trang đã chết. Còn ngươi là công chúa điện hạ, Sở Thanh Ca, đồ hỗn xược, lời đồn đại trong dân gian cũng dám mang lên triều đình. Ngươi không có não sao? Nhị công chúa đã mất từ 5 năm trước, nay còn dám trước mặt đưa ra vấn đề, đúng là đại nghịch bất đạo. Bệ hạ, Quách Nghị cũng lo lắng lời đồn trở thành sự thật, ảnh hưởng đến triều chính. Bây giờ lời đồn càng ngày càng dữ dội, bách tính đều nói bệ hạ ngài là nữ giả nam trang, mất chính thống. Nếu không tiêu trừ được mối hận này, không phá được tin đồn này, thì đại hạ của ta cuối cùng sẽ lòng dân không ổn, dung chuyển gốc rễ của đất nước cho bọn phiên bang ngoại địch có cơ hội thừa cơ. Vậy theo ý của thừa tướng thì phải làm sao đây? Nếu bệ hạ có thể tự chứng minh thân phận, công bố với thiên hạ, tin đồn nhất định sẽ tự động bị phá vỡ. Làm sao chứng minh được? Bệ hạ, thần liều chết dân sớ, cầu xin bệ hạ có thể cởi áo tự chứng. Nông cuồng, các người to gan thật. Chấm là một quốc chi chủ, sao có thể để các người nhục mạ như vậy? Các người không muốn đầu nữa sao? Bệ hạ, việc này liên quan đến chính thống của hoàng triều, vì sự ổn định của đại hạ quốc, xin bệ hạ hãy hy sinh. Xin bệ hạ hãy hy sinh, cởi áo tự chứng minh. Xin bệ hạ hãy hy sinh, cởi áo chứng minh. Xem ra các người đã liên kết với nhau từ trước, muốn ép chấm sao? Các người to gan thật. Bệ hạ là kiểu ngũ chí tôn, thân phận tôn quý biết bao, sao có thể cởi đồ tự chứng, chuyện hoang đường như vậy. Bệ hạ, giờ đây sói dữ đột quyết đang rình rập bên ngoài, nếu đại hạ ta không giải quyết nội ưu thì làm sao đối phó với ngoại họa? Hôm nay bệ hạ cởi áo tự chứng mới có thể phá tan lời đồn, ổn định lòng dân, giải trừ mối lo trong ngoài cho đại hạ. Bệ hạ, việc cởi bỏ này có phải vì xã tắc bách tính đại hạ không? Xin bệ hạ vì xã tắc bách tính cởi bỏ y phục, chứng minh thân phận. Các người phản rồi. Kim Bộ Dung, có thần, người là thống lĩnh cấm quân, bảo vệ Trường An, bảo vệ sự an toàn của trẫm, chẳng lẽ người để mặc bọn chúng lừa dối quân vương như vậy sao? Bệ hạ, chuyện này Kim thống lĩnh, gia tộc họ Kim các ngươi đời đời trung thành với triều đại đại hạ, lấy việc bảo vệ chính thống làm nhiệm vụ của mình. Nếu như lời đồn đại càng ngày càng dữ dội, làm lung lay giang sơn xã tắc, thì Kim Dung kiếm hiệp nếu dưới suối vàng biết được, sợ rằng cũng không được yên ổn. Ngươi, xin bệ hạ lập tức cởi bỏ y phục, có chúng thần ở đây tự nhiên có thể làm chứng cho bệ hạ, đẩy lui lời đồn đại. Nếu bệ hạ không chịu cởi bỏ y phục thì khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ rằng ngài đang lo sợ. Xin bệ hạ cởi bỏ y phục. Tốt, vậy trẫm sẽ cởi cho các khanh xem. Không được cởi, không được cởi. Triệu Nhị Hổ, ngươi chỉ là một tên nông dân hèn mọn, lần nào cũng làm loạn triều đình, thật là to gan lớn mật. Với thân phận thấp hèn như ngươi, có tư cách gì mà đứng trên triều đình? Còn không mau cút. Bệ hạ triệu kiến ta, ngươi không phục à? Nghiêm Tùng, lời bệ hạ mà ngươi cũng không nghe, ngươi muốn tạo phản à? Ngươi, bệ hạ, ta đến rồi. Triệu Nhị Hổ, ngươi còn biết đến à? Đương nhiên, ta không đến thì ai bảo vệ ngươi? Bệ hạ, chuyện không nên chậm trễ, xin nhanh chóng cởi bỏ y phục. Cái gì thế? Sao lại nói với bệ hạ như vậy? Ngươi nói gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, ta đánh ngươi còn nhẹ tay, ngươi nói chuyện với bệ hạ như vậy, diệt chín tộc ngươi cũng không quá đáng. Triệu Nhị Hổ, để bệ hạ cởi y phục tự chứng là để phá tan lời đồn, ổn định lòng dân, vì sự nghiệp của đại hạ. Nếu ngươi ngăn cản thì chính là tội đồ của đại hạ. Ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm này không? Gánh trách nhiệm gì? Nghiêm Tùng, ngươi là thừa tướng đương triều, lời hoàng thượng không tin, lại tin lời đồn bên ngoài, còn cả các ngươi cũng hùa theo, có bị bệnh không? Tin đồn nổi lên, lòng dân không yên, kẻ địch mạnh bên ngoài rình rập. Vì đại cục hãy suy nghĩ lại, điểm hy sinh này có đáng gì đâu.
Nếu như bệ hạ trong lòng có quỷ, không muốn tự chứng minh thì cứ nói thẳng, không cần để cho tên nông phu nhỏ bé này ở đây làm loạn. Chỉ có điều, từ nay về sau, ta thấy bệ hạ, ngài không còn mặt mũi nào để đối diện với bách tính đại hạ, cũng không còn tư cách để ngồi trên gai vàng này nữa. Ta, ai nói bệ hạ chột dạ, chỉ là bệ hạ thân thể không khỏe, đến giờ phải uống thuốc. Đợi ta hầu hạ bệ hạ uống thuốc xong, rồi cười cũng không muộn. Tốt, vậy ta chờ, chỉ chờ bệ hạ uống thuốc xong. Đợi uống thuốc xong, bệ hạ nhất định phải ở ngay trên triều đường này, cởi y tự chứng minh. Trời đất ơi, người không đi nữa à? Đau quá, người không phản bội ta ai chứ? Ai phản bội người? Người còn quay về làm bệ gì? Bệ hạ, ta là loại ăn cháo đá bát. Rồi bỏ đi không? Ta sẽ chịu trách nhiệm với người. Người còn nói, Bạch Phượng, Triệu Nhị Hổ, người không phải nói sau khi cải trang sẽ thay ta lên triều sao? Người không phải nói sẽ bảo vệ ta sao? Đến lúc mấu chốt người lại ở đâu? Có tin hay không, ta giết người ngay bây giờ. Bệ hạ, hôm qua chúng ta thò ra thụt vào lâu quá, đến nỗi khoai môn nghiền cũng khô rồi, ta quay lại trồng khoai lang. Thật sao? Thật mà. Nếu không thì ta quay lại làm gì? Hóa ra Triệu Nhị Hổ không phải đảo ngũ, mà là lại đi trồng khoai lang. Nhưng mà bệ hạ, các người sao lại chậm trễ lâu như vậy? Khoai môn cũng khô hết rồi. Nếu cô nương Bạch Phượng tò mò thì đổi ngày có thời gian, chúng ta có thể thảo luận riêng. Ai muốn thảo luận với ngươi? Bệ hạ, Triệu Nhị Hổ miệng lưỡi trơn tru, còn không mau cải trang thay quần áo đi. Yên tâm đi bệ hạ, lần này ta sẽ khiến Nghiêm Tùng gã một cú đau. Kim Bộ Dung, nghe nói Kim Quý Phi được sủng ái, nhiều ngày vui vẻ. Nhưng nếu Hoàng thượng là nữ nhi, vậy thì sủng ái của Kim Quý Phi từ đâu mà có? Nghiêm Tùng, ngươi đừng có mà vênh váo. Nếu Hoàng thượng không có vấn đề gì, thì sự bất kính của ngươi hôm nay sẽ phải trả giá đắt. Nếu Hoàng thượng không có quỷ trong lòng, thì cũng không thể chậm trễ lâu như vậy. Theo ta thấy, hắn chính là đồ giả mạo. Dám nói chấm là giả mạo. Nghiêm Tùng, ta thấy cái đầu của ngươi không muốn giữ nữa rồi. Bệ hạ, ngươi cuối cùng cũng tới. Vi thần còn tưởng ngươi không dám đến. Ngay cả Nghiêm Tùng, người gian xảo tinh danh như vậy, cũng nhận nhầm Triệu Nhị Hổ là ta. Thật tuyệt. Khoai môn do Triệu Nhị Hổ trồng, thật là tuyệt vời. Đùa à? Triều đình này, cung điện này, thậm chí cả đại hạ đều là của trẫm, có gì không dám? Bệ hạ nói sai rồi. Nếu người thực sự là thiên tử sở nghĩa trang của đại hạ, thì giang sơn này tất nhiên là của người. Nhưng nếu người không phải, là kẻ giả mạo, thì ngôi vị này không thuộc về người. Người có tìm đến Triệu Nhị Hổ để hắn kéo dài thời gian cho người? Bệ hạ, chẳng lẽ ngài còn trông chờ đám người thấp kém này làm việc cho ngài sao? Dù thân phận thấp hèn, nhưng trung thành với trẫm, trời đất chứng giám. Không như một số người có ý định quay lại, cả ngày không có việc gì để suy nghĩ, chỉ động não vô ích. Tốt, bệ hạ đã nói yêu nước, vậy xin bệ hạ cởi áo tự chứng minh để củng cố lòng dân. Xin bệ hạ cởi áo tự chứng, giữ vững lòng dân. Các người có từng nghĩ, nếu chấm cởi áo, thân phận không sai, thì sẽ thế nào? Nếu bệ hạ thân phận không sai, thần Nghiêm Tùng xin tùy bệ hạ xử trí, kể cả cắt cái đầu này đi, thần cũng cam lòng. Tốt, đây là lời người nói. Các vị, mắt mở to, nhìn cho rõ. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Trời ơi, cái tên Triệu Nhị Hổ này sợ. Không hổ danh là bệ hạ. Hai người mất thời gian vậy. Bạch Phượng, không phải muốn xem sao? Xem đi. Xem chấm có mạnh không? Có lớn không? Quách Dịch, lăn lại đây cho chấm.
đến gần xem. Bệ hạ, Long uy chính thịnh. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ thân phận không sai, quả thật là nam nhi chi thân. May mà vừa rồi ta chưa biểu thái rõ ràng, lần này Nghiêm Tùng chúng nó xong đời rồi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự là Sở Nghĩa Trang, người đã chết 5 năm trước, thật sự là nhị công chúa Sở Thanh Ca? Nghiêm Tùng, có thần. Ngẩng đầu lên, nhìn cho kỹ, xem đây, rốt cuộc là thứ gì? Bệ hạ, vi thần thân phận thấp hèn, không xứng ngó nhìn long thể. Muốn cho người xem thì xem, lời trẫm không còn hiệu lực nữa sao? Còn dám kháng chỉ trẫm, bệ hạ vẫn uy nghiêm như cũ, vi thần tự thấy không bằng. Tốt lắm. Vậy thì lôi Nghiêm Tùng ra ngoài, chém đầu đi. Thế thì kéo Nghiêm Tùng ra, chém đi. Bệ hạ, Triệu Nhị Hổ sẽ không chém Nghiêm Tùng chứ? Nghiêm Tùng nắm giữ binh quyền bên ải, không thể động vào dễ dàng. Không vội, cứ xem xét đã. Bệ hạ, xin bệ hạ cân nhắc kỹ. Nghiêm tướng là trọng thần của quốc gia, không thể giết được. Đùa à? Nghiêm Tùng vừa mới đánh cược với ta, nếu thân phận của ta không sai thì có thể chém đầu. Vừa rồi các người không nghe thấy sao? Các người đều giả vờ ngốc với chấm à? Nghiêm Tùng, người tự nói đi. Người có từng nói? Bẩm bệ hạ, thần đúng là đã nói. Chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là... Ý thần là, nếu bệ hạ của thực không sai, vậy thì người tâu chuyện này là Quách Nghị đã phạm tội khi quân, theo luật thì phải chém đầu. Bệ hạ tha mạng cho thần. Nghiêm Tùng, đổ vô lại, người thật độc ác. Bệ hạ tha mạng, đều là hắn ra lệnh cho thần, đều là hắn ra lệnh cho thần. Bệ hạ, Quách Nghị có tội, càn rỡ quá đáng, thậm chí còn dám vu khống vi thần. Bệ hạ phải sáng suốt. Quách Nghị lừa quân phạm thượng, kéo xuống chém đầu thị chúng. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng, đều là hắn sai ta làm, đều là hắn sai ta. Nghiêm Tùng, người tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Trẫm sẽ phạt ngươi, giao lại binh quyền ở bên này. Người nói gì? Sao không chịu? Ngươi cho rằng trẫm không dám giết người sao? Nghiêm Tùng nắm giữ quyền binh bên này, nếu bị giết biên ái ắt sẽ đại loạn. Thần không dám. Tốt, vậy thì binh quyền biên này giao cho Triệu Nhị Hổ. Cái gì? Triệu Nhị Hổ? Cái gì? Triệu Nhị Hổ? Triệu Nhị Hổ lòng can đảm thật quá lớn, thậm chí còn dám hỏi Nghiêm Tùng về quyền binh. Ta để lại cho hắn cái mạng đã là quá nương tay với hắn rồi. Nghiêm Tùng tên này lòng dạ hiểm độc, nhưng không ngờ hắn tự rước họa vào thân. Triệu Nhị Hổ, lần này thật may có ngươi, nếu không thì chấm hôm nay ắt bại lộ. Ban đầu còn định cùng Nghiêm Tùng ngọc đá cùng vỡ. Người nói gì vậy? Định đốt cả ta sao? Bệ hạ cứ yên tâm, Nghiêm Tùng giờ binh quyền đã bị tước, sức mạnh đã giảm đi rất nhiều, một thời gian nữa sẽ không còn gì. Chỉ sợ hắn chó cùng rứt dậu, lại bày ra mưu mô quỷ kế gì. Triệu Nhị Hổ, việc bàn giao binh quyền ngươi phải sớm hoàn thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiểu. Thật là thủ đoạn cao minh của Sở Nghĩa Trang. Ta thấy những lời đồn đại này chính là cố ý tung ra, tìm cơ hội để lão phụ lộ chân tướng, để dễ đàn áp ta. Cha, giờ phải làm sao? Nhất là khi cha đã bị tước binh quyền, bị quản thúc tại phủ, nếu không còn binh quyền, chúng ta chẳng phải sẽ trở thành răng. Hoàng đế của là thâm hiểm, nhưng trăm sự vẫn có sơ hở. Hắn tước binh quyền của ta, giao cho Triệu Nhị Hổ, một tên nông dân nhỏ bé, hắn có thể làm được gì? Đợi đến khi chiến tranh nổ ra, hắn còn trông chờ tên nông dân này đi điều binh khiển tướng cho hắn sao? Ý của người là ngay lập tức nghi cách, chuẩn bị tiền quân phí để đột quyết xuất binh. Đợi đến khi dịch tà bùng phát, biên quan gặp nạn, ta muốn xem tên nông dân này sẽ đối phó thế nào. Sở Nghĩa Trang chưa chết, hoàng đế không phải là nữ nhi. Lần này là lão phù đoán sai. Thừa tướng không cần tức giận, ngài không phải đã nói sao, cho dù bệ hạ không phải là người đó Sở Thanh Ca đóng vai, ngài cũng đã chuẩn bị vạn toàn. Thừa tướng, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta sẽ lập tức ủng hộ ngài làm tân hoàng, hoàn thành đại kế của ngài. Mọi người đối với ta
trung thành tận tụy như vậy, đợi đến khi đại sự thành công, các người sẽ là công thần khai quốc của ta. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Vì đại sự thành công, cần các vị, đến lúc phải ra sức rồi, hiện ta đang thiếu quân phí. Cần 30 vạn lượng bạc trắng. Các vị liệu tính sao? 30 vạn, cái này, làm sao? Ngay cả một chút tiền nhỏ như vậy, cũng không muốn bỏ ra. Còn nói gì đến, giúp ta hoàn thành đại sự, xem ra lòng trung thành của các vị, vẫn còn phải thử thách. Thừa tướng cứ yên tâm, chuyện quân phí, chúng ta sẽ nghĩ cách. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Không có tiền thì làm phản kiểu gì? Thật là nhỏ tiếng thôi. Thừa tướng của là có thủ đoạn cao. Có số quân phí này, kỵ binh đột quyết của ta nhất định sẽ như trẻ tre, đập tan biên ải đại hạ. Không, chưa phải lúc. Ta muốn ngươi giả vờ xuất binh trước, phối hợp với ta diễn một vở kịch. Diễn kịch? Nghiêm tướng, đây là ý gì? Hoàng đế tức binh quyền của ta giao cho Triệu Nhị Hổ, hoàng tử có thể gây áp lực ở biên giới trước. Như vậy mới có thể chứng minh được tên Triệu Nhị Hổ kia là kẻ vô năng. Đến lúc đó đợi ta nắm lại binh quyền, sẽ cùng ngươi đồng tâm hiệp lực trực chỉ vào kinh. Tốt. Đến lúc đó ta sẽ cho tên cầu hoàng đế và Triệu Nhị Hổ đầu rơi xuống đất. Hãy cho chấm ăn một miếng dưa chuột to của ngươi. Bệ hạ, ngươi không chỉ có thể ăn dưa chuột của thần, mà còn có thể ăn các loại trái cây và rau củ khác, hiệu quả còn hơn nữa, sẽ rạng rỡ, tỏa sáng. Không ngờ ngươi có thể trồng nhiều loại cây kỳ diệu như vậy, thật tuyệt vời. Nhị Hổ, nhờ có những thứ ngươi trồng này mà giúp chấm vượt qua khó khăn. Ngươi muốn chấm thưởng gì? Thôi, không cần thưởng gì khác. Bệ hạ, ngươi chính là phần thưởng tốt nhất của ta. Hoàng tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Trường Ninh à, có chuyện gì tìm ta vậy? Hoàng tỷ, ta nghe nói buổi sớm Nghiêm Tùng liên hợp quyền thần ép người cởi y tự chứng minh thân phận, thật quá đáng. Người không sao chứ? Không sao, nhờ có Triệu Nhị Hổ giúp đỡ mới thoát khỏi nguy hiểm. Vậy thì tốt. Nếu không thân phận bại lộ thì xong đời. Nhưng mà nói đi thì nói lại, Hoàng tỷ, muội thấy Triệu Nhị Hổ, hắn thật là thần kỳ. Hắn ngay cả Nghiêm Tùng cũng thật không là sợ. Có sức hấp dẫn. Hắn có sức hấp dẫn ở chỗ nào? Ta nói cho muội biết, hắn chính là một tên vô lại. Đã nói ta là tên vô lại thì ta sẽ cho cô thấy thế nào là một tên vô lại. Khi Hoàng tỷ nói như vậy, nghĩa là không thích Triệu Nhị Hổ rồi. Ta yên tâm rồi. Yên tâm? Yên tâm cái gì chứ? Hoàng tỷ, ta muốn cầu xin người một chuyện, có thể gả Triệu Nhị Hổ cho ta được không? Không được. Tại sao vậy? Tỷ, không phải tỷ không thích hắn sao? Ta, bệ hạ không ổn rồi, biên quan đã phá, đột quyết đánh tới. Khởi bẩm bệ hạ, đột quyết đát từ đại nghịch bất đạo, tận khởi 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ phạm ta đại hạ biên quan. Tiền tuyến cao cấp sự phát đột ngột, ta đại hạ đã liên tiếp mất 3 thành. Vùng đất mà trước đây người đột quyết cắt nhường đã bị chiếm lại. Lũ giặc man di này thật to gan. Nhưng nước ta quân mạnh, ngựa khỏe, tại sao lần này lại liên tiếp mất 3 thành? Thật không ra gì. Bẩm bệ hạ, kết quả như vậy có lẽ là do quyền binh ở biên này thay đổi, khiến cho tướng sĩ nghi ngờ, quân tâm không vững. Vi thần khẩn cầu bệ hạ hãy ra lại thánh chỉ, giao quyền binh biên ải cho thừa tướng để ổn định lòng quân biên ải. Hồ đồ, Nghiêm Tùng hù dốt, tin lời đồn đại. Bệ hạ tức binh quyền của hắn là đúng. Chẳng lẽ các người muốn bệ hạ làm kẻ tiểu nhân phản diện vô thường sao? Bệ hạ, vi thần có tội, xin chịu sự trừng phạt của bệ hạ. Chỉ là đứa con trai của thần, hiện đang ở biên quan tắm máu giết giặc, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Thần khẩn cầu bệ hạ có thể phái người cứu viện tiền tuyến để giải nguy cho biên ải. Triệu Nhị Hổ, người đột quyết xâm lược, thiết kỵ áp sát biên giới, người có kế sách gì để chống giặc? Một người nông dân nhỏ bé biết gì về việc cầm quân đánh trận? Bệ hạ cũng quá coi trọng hắn rồi. Một tên nông dân nắm trong tay binh quyền, điều binh khiển tướng, trận chiến này nước đại hạ của ta chắc chắn sẽ bại. Đánh làm gì nữa,
trực tiếp dâng đất biên cương cho người khác đi. Hai người các người hợp sướng kể chuyện cười à? Chỉ là chống giặc thôi. Gớm. Bệ hạ, ta không chỉ có thể chống giặc còn có thể lui giặc, đảm bảo cho 10 vạn thiết kỵ đột quyết này có đi không có về. Nói khoác không biết ngượng. Thiết kỵ đột quyết nổi tiếng khắp thiên hạ, ngươi chỉ là một tên nông dân nhỏ bé cũng dám khoác lác. Đây không phải là Nghiên thừa tướng đã ngươi. Đã đến lúc phải tính toán rồi. Binh quyền hiện giờ nằm trong tay ta, mau giao hổ phù cho ta. Tốt lắm, ta đã để hổ phù ở tiền tuyến. Có gan thì ngươi cứ đến mà lấy. Nhưng ta nói trước, nếu lần này ngươi không dẹp yên được chiến sự thì hổ phù hãy giao lại cho ta. Được. Tên Nghiêm Tùng này rõ ràng là không muốn giao quyền, kéo dài thời gian. Quả nhiên là gian tế, xảo trá, đa mưu. Gian thần giao hổ phù muộn một ngày thì nguy cơ tiền tuyến sẽ tăng thêm một phần. Hắn muốn ép buộc bệ hạ phải trả lại quyền binh cho hắn. Nếu không thì lòng quân nơi biên này sẽ không vững, không có lợi cho chiến đấu. Triệu Nhị Hổ, Triệu Nhị Hổ, ngươi tự mình muốn binh quyền, ngươi chẳng lẽ không muốn quản sao? Triệu Nhị Hổ, đau đau đau, ngươi nhẫn tâm à? Ngươi nói ngươi có cách, rốt cuộc là cách gì? Bệ hạ, trước đây ta đã nói với ngươi trò chơi thực vật đại chiến đột quyết phải không? Ý của ngươi là những vũ khí bí mật ngươi đã nuôi trồng trước đây đã chín mùi rồi? Đúng vậy, ngươi cứ chờ mà xem, đến tiền tuyến ta nhất định sẽ giết lũ giặc tàn tác. Nhưng Nghiêm Tùng cố tình giữ lại hổ lại biên quan, chắc chắn có bố trí. Một mình ngươi đi có được không? Hay là ta đi cùng ngươi? Vẫn phải cẩn thận. 5 năm trước ngựa giá Thân Trinh, đại ca của ngươi chính là bị gian thần hãm hại. Ngươi làm gì vậy? Đều tại lỗi của ta, tại ta đến muộn. 5 năm trước ta không ở bên cạnh người, lần này để ta bảo vệ người. Không được, ta cũng phải đi, ta phải bảo vệ hoàng tỷ. Không sao, mọi người cùng đi, có ta ở đây mọi người nhất định sẽ bình an vô sự. Tỷ muội cùng ta dung ngoạn biên ải, biên quan xa đến mấy cũng trở thành cảnh đẹp. Tìm thêm rừng cây nhỏ, nhất lòng đấu nhị phượng. Các vị, bản nguyên soái hôm nay mới nhậm chức, còn hy vọng sau này các vị có thể hợp tác nhiều hơn. Ngươi là một tên nhà quê, cũng xứng thống lĩnh ta. Ta dũng cảm giết địch, máu nhuộm chiến trường, ngươi dám cưỡi lên đầu ta. Thế tử, đuổi tên nhà quê này về nơi hắn đến, chỉ nghe lời thế tử và thừa tướng. Sao, lời của bệ hạ các người cũng không nghe sao? Lệnh của bệ hạ chúng ta đương nhiên nghe, nhưng ngươi là bệ hạ sao? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ cày ruộng làm vườn, một tên nhà quê thôi. Bệ hạ ra lệnh cho ta tiếp quản biên cương, tiếp quản binh quyền, lời ta nói chính là lời của bệ hạ. Tướng ở ngoài, quân lệnh có chỗ không nghe? Chúng ta trấn giữ biên cương chỉ nghe lệnh điều động của hổ phù. Ai có hổ phù, người đó mới là người đại diện cho hoàng đế. Đã như vậy, Nghiêm đại thế tử, nộp hổ phù ra đây. Xin lỗi, hổ phù quá quan trọng, nếu không có lệnh của bệ hạ ta sẽ không giao cho bất kỳ ai. Đây là thánh chỉ, ra lệnh cho ta tiếp quản biên cương, tiếp quản binh quyền. Ngươi, thánh chỉ gì vậy? Ta thấy ngươi chỉ toàn nói bậy bạ. Ngươi chỉ là một tên nông dân hèn mọn, ngươi tưởng rằng lật mình là thành phượng hoàng rồi sao? Ngươi to gan lắm. Chỉ dụ của bệ hạ ngươi cũng dám xé? Sao, ngươi không phục à? Không phục thì gọi bệ hạ đến đây để ngươi đích thân trị tội ta. Ta nói cho ngươi biết, ở biên ải gia tộc Nghiêm gia ta mới thực sự là trời. Nghiêm gia ngươi là trời, vậy chấm là cái gì? Nhà họ Nghiêm ngươi là trời, vậy chấm là cái gì? Tham kiến bệ hạ. Nghiêm Thế Phiên, người to gan lắm, ngay cả thánh chỉ của liên quân người cũng dám xé. Sao, cửa ải này là của riêng nhà họ Nghiêm các người sao? Còn các ngươi, có phải các ngươi đều muốn trung thành với hắn? Thần không dám, thần không có ý đó, đã không có ý đó còn không bao giao hổ phủ ra. Nghiêm Thế Phiên, ngươi và Lăng Tam nhiều lần bất kính với chấm, khiến chấm không thể không nghi ngờ các ngươi có ý đồ khác. Có tin hay không, chấm sẽ hạ lệnh ngay bây giờ chém đầu ngươi. Nộp mạng đi. Các vị, hộ phù ở đây, bệ hạ làm chứng, từ nay ta chính là đại nguyên soái của các người. Nếu còn ai có ý kiến khác, quân pháp trừng trị. Bái kiến nguyên soái. Còn tên Nghiêm Thế Phiên này, tội chống lại thống soái,
miệt thị Hoàng Uy. Hai người lại đây. Kéo hắn xuống, đánh 50 trượng. Ta, hai người chúng ta. Vâng. Bệ hạ không ổn rồi. Quân đột quyết đã đến chân thành, đã giết đến rồi. Đến đúng lúc. Không ổn rồi, bọn giặc đã giết đến rồi. Triệu Nhị Hổ mới vừa nhậm chức, làm sao có thể mang quân đánh giặc được. Biết thế, đã không xử lý tên Nghiêm Thế Phiên kia rồi. Ngươi ra tay cũng quá nhanh rồi. Bệ hạ, chỉ với chút quân lính này, ta còn chẳng thèm để vào mắt. Ngươi là một tên nông dân, nói năng thật là ngông cuồng. Đợi quân Thiết Kỳ đột quyết của ta tấn công biên ải, 10 vạn chiến mã từ miệng ngươi đạp qua, ta xem cái miệng ngươi cứng đến mức nào. Anh Sử Na Như, ngươi là tên phản đồ đại nghịch bất đạo, lại dám phạm vào cương thổ đại hạ của ta. Ta thấy ngươi muốn giết luôn cả đột quyết của ngươi rồi. Đây chẳng phải là hoàng đế đại hạ sao? Bệ hạ bớt giận. Lần này ta xuất binh là chủ yếu là để thu hồi những vùng đất trước đây của ta. Nếu bệ hạ có thể giết chết tên nông dân này, rửa sạch nỗi ông nhục của người đột quyết, ta sẽ ra lệnh thu quân ngay lập tức. Ngài còn chờ gì nữa? Chỉ cần giết Triệu Nhị Hổ là có thể tránh khỏi cảnh chiến loạn. Thật được cười, đột quyết xâm phạm biên giới của chúng ta lại còn vu khống. Các người cũng tin lời bịa đặt đó sao? Anh Sử Na Như, ta xin thề với trời xanh, nếu như vi phạm lời hứa thì ắt có đại bàng mổ tim, không chết tử tế được. Các bộ lạc đột quyết coi trọng lời thề nhất. Ta tin rằng anh Sử Na Như tuyệt đối không nói dối. Kính xin bệ hạ vì đại cục mà nghĩ, giết Triệu Nhị Hổ, bình định chiến loạn. Nói bậy nói bạ. Đột quyết vốn phải cúi đầu xưng thần với đại hạ của chúng ta, nhưng lại ba lần năm lượt gây ra chiến loạn. Lời họ nói sao có thể tin? Việc binh phù này sẽ làm lòng quân không ổn, sẽ không thể tác chiến được. Công chúa, người cứ trơ mắt nhìn biên quan bị phá, tướng sĩ chết đầy đồng sao. Ta. Được rồi, ta cho các người chút thời gian suy nghĩ. Một khắc sau, nếu ta không thấy đầu của Triệu Nhị Hổ, 10 vạn thiết kỵ đột quyết của ta sẽ san bằng cửa Yên Môn. Triệu Nhị Hổ, ngươi là thống soái biên quan, phải có giấc ngộ của một thống soái, luôn sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay bây giờ sẽ cho ngươi cơ hội lập công, hy sinh một mình ngươi cứu cả triệu dân đại hạ. Công đức to lớn như vậy ngươi không thể từ chối được. Nghiêm Thế Phiên, công đức to lớn như vậy tặng cho ngươi thế nào? Nếu đột quyết muốn lấy đầu ta, ta cũng không chớp mắt. Vì thiên hạ bách tính, vì người dân biên quan, hy sinh chút này thì là cái gì? Nói bậy. Nếu như đột quyết muốn đầu của bệ hạ, chúng ta cũng dâng lên chứ. Nói cho cùng, ngươi chỉ là kẻ ích kỷ, không chịu hy sinh cống hiến. Bệ hạ, người không chịu hy sinh mạng sống của Triệu Nhị Hổ, vậy mạng sống của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ ngoài biên này không phải là mạng người sao? Như vậy thiên vị quá đáng, thật sự không có lòng nhân đức. Ngươi, Nghiêm Thế Phiên, ta nói ngươi quân trượng vẫn chưa đủ, dám đạo đức bắt cóc bệ hạ. Nghe cho rõ đây, bệ hạ thương xót tướng lĩnh biên cương, không đành lòng chết chóc, nên đặc biệt phái ta bí mật nghiên cứu vũ khí bí mật, giúp chúng ta đánh lui quân địch. Vũ khí bí mật gì? Có thể chống lại 10 vạn quân thiết kỵ không? Ta nói ngươi hiểu biết nông cạn. Ngươi chính là hiểu biết nông cạn. Mang vũ khí bí mật của ta lên. Chậm một chút, đặt nhẹ nhàng xuống. Đây là. Triệu Nhị Hổ, khoai tây này chính là vũ khí bí mật của ngươi. Đây chính là vũ khí bí mật của ta, vũ khí bí mật đánh lui quân xâm lược. Triệu Nhị Hổ, khoai tây này làm sao mà đánh trận được? Triệu Nhị Hổ, đến lúc này rồi, đừng có nói đùa. Chấm ban cho ngươi bao nhiêu kỳ chân dị bảo, ngươi chắc đây là thứ vũ khí bí mật cuối cùng ngươi chế tạo ra. Bệ hạ công chúa, các người cứ yên tâm, khi củ khoai tây này được đưa lên thì sự thất bại của người đột quyết đã được định đoạt. Triệu Nhị Hổ, người đến đây để gây cười sao? Người muốn dùng mấy xe khoai tây này để làm chết đói quân đội đột quyết. Triệu Nhị Hổ này dù sao cũng chỉ là một nông dân, chỉ biết trồng trọt cày cấy. Người còn trông chờ hắn có thể nghiên cứu ra vũ khí bí mật gì chứ? Đây là thứ vũ khí bí mật gì chứ? Không phải chỉ là một giỏ khoai tây thối sao?
Vi thần chưa từng nghe qua lời lẽ vô lý đến thế. Thật là nực cười. Nếu như vậy, thà đầu hàng còn hơn. Còn hơn để bọn giặc cười cho. Nghiêm Thế Phiên, người có dám cược không? Chỉ cần những củ khoai tây này, không tốn một binh một tốt, có thể khiến bọn Đột Quyết có đi không về. Thế nào, cờ đã chắc thắng, có gì mà không dám cược? Cược gì? Nếu thắng người quỳ xuống, gọi ta ba tiếng ông. Nếu ta thua, ta trả lại hổ phù cho ngươi. Triệu Nhị Hổ, ngươi điên rồi. Một lời đã định. Triệu Nhị Hổ à, Triệu Nhị Hổ, đời này ngươi không có số làm tướng, đời này chỉ có thể làm một người nông dân. Ngươi chậm một chút, ngươi bỏ xuống, nguy hiểm lắm. Khoai tây thối nguy hiểm. Có gì nguy hiểm? Sức mạnh to lớn. Cái khoai tây nhỏ bé mà lại có thể gọi sấm sét, gây ra sức mạnh lớn. Đây là loại khoai tây gì? Thứ mà Triệu tướng quân trồng là thần vật gì? Sao lại thế này? Nghiêm Thế Phiên, ta nói ngươi có phải đang đùa không? Ta nói với ngươi là rất nguy hiểm, ngươi còn động. Ta nói cho ngươi biết, đây không phải là khoai tây bình thường. Đây là khoai tây mìn. Một khi kích hoạt, trời sập đất nứt rung chuyển núi sông. Nhị Hổ, người phát minh ra khoai tây nó lợi hại. Có vũ khí lợi hại như vậy, lo gì không đánh lui được quân địch. Triệu Nhị Hổ, chấm yêu chết người mất. Truyền lệnh xuống, chia khu vực mìn, cử người ra khỏi thành, chôn mìn. Báo, cổng thành Yên Môn đã mở. Họ xuất binh chưa? Không, họ đang trồng khoai tây ngoài cổng thành. Trồng khoai tây? Lũ hèn nhát đại hạ này, chẳng lẽ chúng muốn cởi rác về quê sao? Một lũ vô dụng, đều muốn giống như Triệu Nhị Hổ, là một tên nông dân vô dụng đúng không? Những chiến binh Đột Quyết bây giờ trong ải Yên Môn đã không còn dũng sĩ thiện chiến. Những kẻ chúng có chỉ là một lũ nông dân không có chí chiến đấu. Các người theo ta, xông vào đồ thành. Lũ người đại hạ này đã bị chúng ta dọa cho sợ mất mật. Cổng thành mở toang, không thấy lính canh đâu cả. Chúng ta cứ xông vào đi. Người đại hạ rất gian xảo, dù trông có vẻ không có lính canh, nhưng biết đâu họ đã phục sẵn trong bóng tối. Vương tử hãy xem, trước mặt là quân địch. Triệu Nhị Hồ vẫn thản nhiên gầy đàn, không hề có chút căng thẳng nào. Quả là kỳ lạ. Ta hiểu rồi, hắn đang dùng kế thành không? Kế thành không? Đúng vậy. Quyền binh ở biên ải đại hạ đã thay đổi, quân tâm bất ổn. Cũng chẳng trách binh lính đại hạ của hắn bỏ giáp về quê không nghe theo thống soái. Trong tay Triệu Nhị Hổ hiện tại không có người có thể dùng, hắn không còn cách nào khác, cho nên mới bày ra kế thành không, cố làm ra vẻ bí ẩn. Thì ra là như vậy. Quả không hổ danh là điện hạ, thật sự là lời nói như đinh đóng cột. Nhìn là biết ngay cho mèo của Triệu Nhị Hổ. Triệu Nhị Hổ vừa mới nhậm chức thống soái, đã sắp phải chịu trận thua, thế mà vẫn còn nhàn nhã thành thơi ở đây gầy đàn thổi sáo. Ai nói ta sắp thua trận? Ta nói cho người biết, ta đang ăn mừng trước cho chiến thắng sắp tới của ta. Ngươi chẳng có một binh một tốt, ngươi lấy gì để thắng ta? Đánh bọn ông hợp các ngươi, cần gì phải dùng đến quân lính? Anh Sử Na Như, ngươi tiến thêm một bước nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ chết không toàn thây. Nói khoác không biết ngượng, ngày đó bị ngươi bày mưu nhục nhã, khiến người Đột Quyết chúng ta phải cắt đất bồi thường. Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục. Các dũng sĩ, tiến công, xông lên. Nghệ thuật là sự bùng nổ. Đây là tình huống gì? Đây chính là bãi mìn khoai tây. Thật kinh khủng. Nếu bệ hạ sợ hãi, có thể đến trốn trong lòng ta. Nổ tốt lắm, nổ tốt lắm. Nổ bay hết lũ phản thần này đi. Nổ, nổ cho ta thật mạnh. Nhị Hổ ca ca, người ta sợ thì có thể đến trốn trong lòng ngươi được không? Nào, để ta bảo vệ. Sao lại thế này? Người nông dân này dựa vào khoai tây trồng ra mà khiến cho kỵ binh Đột Quyết tan tác.
Vậy thì ta không phải gọi hắn là ông đội sao? Không thể nào, không thể nào. Ngươi dùng tà thuật gì vậy mà có thể triệu hồi sấm sét, làm bị thương chiến binh đột quyết của ta? Ngươi dám phản bội ta? Hai người các ngươi không được chạy, đứng lại cho ta. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, ta đứng lại. Ngươi là hoàng tử, lần trước khiến đột quyết chúng ta phải cắt đất bồi lần thường. Này vì quyết định của ngươi mà tổn thất nặng nề, đi theo ngươi thật là xui xẻo. Truyền lệnh toàn quân xuất kích, bắt sống hoàng tử đột quyết. Đây không phải là hoàng tử đột quyết sao? Cái vẻ ngạo mạn của ngươi lúc nãy đi đâu mất rồi? Triệu tướng quân đúng là thần nhân, chỉ bằng mấy sọt khoai tây thối mà có thể đánh bại quân địch, khiến tên thái tử đột quyết này trở thành tù binh. Chúng ta thực sự khâm phục. Ngũ thể đầu địa, trước mặt Triệu nguyên soái 10 vạn thiết kỵ thì tính là gì? Chỉ riêng Triệu nguyên soái đã đủ sức chống lại hàng vạn quân. Bệ hạ sáng suốt biết người tài, thật là may mắn cho nước đại hạ chúng ta. Ta rất ngưỡng mộ người, người đúng là đại anh hùng của nước đại hạ chúng ta. Đồ nông dân đáng chết, rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì mà khiến toàn bộ ma quân của ta phải khuất phục, toàn quân bị diệt sạch? Trời ơi, ta chỉ là một nông dân, chỉ biết cày ruộng trồng trò, nào biết yêu thuật gì chứ? Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, ta chỉ dùng vài giỏ khoai tây là đánh bại các ngươi. Xem ra là ý trời. Anh Sử Na như ta rơi vào tay ngươi, không còn gì để nói. Muốn giết hay gì, tùy ngươi. Đừng vội, chúng ta phải từng người một, muốn chết cũng từ từ. Thằng Nghiêm Thế Phiên đi đâu rồi? Ta nói Triệu Nhị Hổ, đánh thắng một trận mà thôi, ngươi đắc ý cái gì? Này thằng cháu bất hiếu, sao lại nói với ông nội như vậy? Vừa nãy chúng ta có phải đã nói nếu ta thắng, ngươi sẽ quỳ xuống gọi ta là ông nội? Đùa à? Ta là con trai của thừa tướng, sao có thể quỳ xuống trước một tên nông dân hèn mọn như ngươi? Ngươi to gan, Triệu Nhị Hổ chính là trẫm tự tay sắc phong, ngươi dám vô lễ? Nếu không thực hiện lời thề, đó chính là tội khi quân. Ngươi còn muốn chịu thêm quân côn nữa không? Ông nội. Gì? Ông nội gọi ngươi. Thật là đứa cháu ngoan của ta, con trai ta Nghiêm Tùng, đứa cháu ngoan ta nuôi lớn. Này hoàng tử đột quyết, đến lượt ngươi rồi. Muốn giết thì giết. Ta anh Sử Na Như mắt không thèm chớp, nếu ngươi muốn làm nhục ta, không đời nào. Ta không hứng thú với việc làm nhục ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vừa rồi trên chiến trường ngươi lớn tiếng là Nghiêm Tùng hãm hại ngươi là có ý gì? Triệu Nhị Hổ, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta không hề nói bậy bạ. Sao, ngươi không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy? Đúng đúng đúng, ta cũng nghe thấy. Đúng như vậy, tiếng sấm sét bên ngoài lớn như vậy, lúc đó ta cũng không nghe rõ. Triệu Nhị Hổ, ý ngươi là ngươi đột quyết xâm phạm có liên quan đến thừa tướng? Nói bậy. À không phải, bệ hạ, thằng Triệu Nhị Hổ này nói bừa, cố ý vu oan cho phụ thân ta, ngươi đừng nghe lời quỷ quái của nó. Ôi cha, ta có nói gì đâu. Sao ngươi lại vội vàng như vậy, có phải là chột dạ không? Không sao cả, chúng ta đều không bình luận sự thật rốt cuộc là như thế nào, để hoàng tử đột quyết nói một chút xem sao. Bệ hạ, ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Anh Sử Na, như chấm hỏi ngươi, ngươi dám nói dối nửa lời, chấm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hoàng đế đại hạ, đừng vội mừng quá, đừng nghĩ rằng lần này thành công, lần nào ngươi cũng sẽ thành công. Ngôi vị của ngươi vẫn lung lay, sẽ có ngày ngươi và tên nông dân kia cũng như ta, bị trói năm chặt chẽ quỳ dưới đất, trở thành tù nhân. Vậy thì không cần ngươi phải lo. Chấm hỏi ngươi, ngươi và thừa tướng có ngầm câu kết, có ý định phản quốc không? Thằng Nghiêm Tùng đáng chết này đã hại ta, ta cũng không để hắn sống yên. Đúng là ta Tử Nghiêm Tùng. Đồ dợ đáng chết này, ngươi dám xâm phạm đại hạ của ta, hôm nay Nghiêm Thế Phiên ta sẽ trừ hại cho dân, ta sẽ đánh bay ngươi. Bệ hạ, thái tử đột quyết đã bị đánh ngất. Bệ hạ, tên này có dụng ý riêng, rõ ràng là muốn gây rối triều đình. Xin bệ hạ đừng nghe lời hắn nói bậy, mau giết chết hắn đi. Không được, sự thật vẫn chưa điều tra rõ, không thể giết chết hoàng tử đột quyết một cách hấp tấp. Triệu Nhị Hổ, ngươi cho rằng nên xử trí hoàng tử đột quyết thế nào? Theo ta thì không bằng thả. Thả, thả.
疯了，疯了。Không phải Triệu Nhị Hổ, ngươi điên rồi sao? Tuyệt đối không thể thả. Triệu Nhị Hổ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Vất vả lắm mới bắt được thái tử đột quyết, bây giờ lại thả hắn đi. Chẳng lẽ để hắn tiếp tục làm bậy sao? Xưa có Gia Cát Lượng, 7 lần bắt 7 lần thả Mạnh Hoạch. Bây giờ một thái tử đột quyết nhỏ nhoi, đối với ta, Gia Cát Nhị Hổ mà nói thực chẳng đáng gì, ta muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả. Triệu Nguyên Soái, thật là người có gan lớn, có chí có dũng. Chúng ta, thật không bằng. Triệu Nguyên Soái, thật là người thần thánh. Đừng nói là thái tử đột quyết đến, cho dù là khả hãn của họ đến, trước mặt ngài cũng phải đại bại trở về. Triệu Nhị Hổ, đến đây. Ngươi thả hoàng tử đột quyết ra, chuyện Nghiêm Tùng thì sao? Chuyện Nghiêm Tùng không cần phải dây dưa nữa, lòng dạ Nghiêm Tùng đã rõ như ban ngày. Thay vì dây dưa với hắn thì hãy thả hắn ra, để hắn và Nghiêm Tùng cắn xé nhau. Ý của ngươi là mượn chuyện này để họ tự đấu đá lẫn nhau, chúng ta chỉ cần ngồi hưởng lợi. Của không hổ danh là tiểu thanh ca của thật ta. Thật thông minh. Ít nói nhảm đi, ta cảnh cáo ngươi Triệu Nhị Hổ, tránh xa Trường Ninh gia. Nếu ngươi dám có ý đồ với nàng, đối với chúng ta, ngươi chỉ là đồ bỏ, ta sẽ không tha cho ngươi. Theo như Triệu Nhị Hổ nói, thả hoàng tử đột quyết ra, để hắn tự sinh tự diệt đi. Nghiêm Thế Phiên, ngươi vừa đánh hoàng tử đột quyết tàn nhẫn như vậy, ngươi hãy chờ bị trả thù đi. Có thể chết ở vùng đất biên ải này, ta cũng coi như chết được đúng chỗ. Chỉ tiếc là đã tin nhầm người không nên tin. Trước khi chết không thể khiến hắn tàn xương nát thịt, thật đáng tiếc. Đã như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi, đây là ý gì vậy? Thực ra Nghiêm Tùng không hề hãm hại ngươi, là do trò tiêu khiển của ta thôi. Ngươi thua ta không oan. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì Triệu Nhị Hổ? Ngươi thả ta ra ngay là muốn làm nhục ta thêm lần nữa phải không? Anh xử na như huynh đệ, ngươi hãy nghĩ xem. Qua chuyện này đi, ngươi đã nhìn thấu bộ mặt thật của Nghiêm Tùng phụ tử, thà rằng hợp tác với loại lang tâm cẩu phế này. Hãy liên minh với ta. Ngươi muốn liên minh với ta? Ngươi lại tin ta? Ta không tin ngươi. Ta chỉ có cách chế ngự ngươi. Ta đã dám thả ngươi, thì không sợ ngươi chơi trò mèo. Triệu Nhị Hổ, ta biết ngươi thủ đoạn cao siêu, ngươi đột quyết chúng ta không đấu lại ngươi. Nhưng mà ta và hoàng đế đại hạ của các ngươi có mối thù truyền kiếp, muốn liên minh không thể nào. Thù truyền kiếp? Ngươi nói đến vụ ám sát 5 năm trước? Đúng vậy. Ta nói cho ngươi biết, 5 năm trước Nghiêm Tùng xúi dục hoàng đế đại hạ của các ngươi Thần Trinh, sau đó lại cấu kết với khả hãn của chúng ta mưu đồ vụ ám sát đó. Kết quả cuối cùng lại giết nhầm muội muội ruột của hoàng đế. Có mối thù truyền kiếp này, ta và đại hạ các ngươi đã định sẵn là kẻ thù cả đời. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đã nói chuyện này do khả hãn làm, đúng không? Nếu ngươi giúp chúng ta trừ khử khả hãn, làm vật chứng đầu hàng, ta tin rằng đại hạ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi bảo ta có thể cung cấp cho ngươi trang bị giúp ngươi diệt trừ khả hãn. Điều kiện trao đổi là ngươi dẫn dắt các huynh đệ người đột quyết đến với chúng ta ở đại hạ vào lúc ta diệt trừ cha con Nghiêm Tùng. Hãy giúp ta một tay, thế nào? Chỉ cần có thể giết chết cha con Nghiêm Tùng, ta, anh Sử Na, sẽ kết minh với đại hạ. Cúi đầu xưng thần, huynh đệ. Chúng ta đều là huynh đệ nói những lời này. 5 năm trước, quả nhiên là bọn chúng đã hại chết hoàng huynh của ta. Nghiêm Tùng tên thừa tướng này, ta nhất định phải giết hắn, báo thù cho hoàng huynh của ta. Bệ hạ hãy nguôi giận. Hiện tại anh Sử Na như đã đầu hàng. Có hắn ra tay, ít nhất thì không còn lo lắng về phía đột quyết nữa. Hơn nữa về sau nếu đối phó với Nghiêm Tùng, hắn cũng có thể giúp sức. Ngươi thực sự tin hắn sao? Còn muốn tặng cả mì đậu của ngươi cho hắn, giúp hắn trở thành khả hãn mới. Yên tâm đi, hắn căm hận Nghiêm Tùng không kém gì chúng ta. Hơn nữa ta tặng hắn mấy củ mìn khoai tây chơi thì làm sao? Lỡ sau này hắn trở mặt, ta còn nhiều vũ khí bí mật khác. Nào là bom anh đào, pháo ngô, bẫy cà tím, nhiều lắm. Nhị Hổ, hoàng tỷ, xem ta bắt được gì này. Là chim bồ câu đưa tin của Nghiêm Thế Phiên. Hắn chắc chắn muốn lén báo tin cho Nghiêm Tùng. Chuyến đi bí mật lần này của ta, Bạch Phượng lại giả làm ta ở trong cung ổn định triều đình. Nếu Nghiêm Tùng biết ta ở biên ải, nhất định sẽ gây sóng gió. Vậy thì tối nay ta sẽ giết nó. Hầm canh uống, đợi đã. Thả bồ câu đi, để nó chuyển tin. Nhưng nội dung trong thư thì chúng ta phải sửa lại.
Nhị hổ, ngươi muốn làm gì? Bị xả. Chúng ta cứ để Nghiêm Tùng làm loạn, hắn làm loạn càng lớn, chúng ta về thu dọn hắn càng có lý do. Lần này chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn tên trung thần này. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tổ gan, các ngươi là thuộc hạ của ai, muốn làm phản sao? Kim Bộ Dung, đừng căng thẳng thế. Quý vị đang xem trên kênh của nhiên là Nghiêm Tùng. Ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Ngươi muốn làm gì? Bản tướng trung thành tận tụy, vì nước vì dân. Hôm nay sẽ đem hết những thứ giả dối trên triều đình này đổi sạch đi. Bệ hạ, hay nói đúng hơn, gọi ngươi là kẻ giả mạo. Nghiêm Tùng, đến tận ngày nay ngươi còn dám nghi ngờ thân phận của bệ hạ? Phải chăng bại học lần trước ta cho ngươi vẫn chưa đủ sao? Hôm nay bản tướng dám dẫn người lên điện là có nắm chắc 10 phần. Ta dám khẳng định hắn chắc chắn là giả mạo. Vô lý. Chúng ta ngày đêm ở bên cạnh bệ hạ, lẽ nào lại không nhận ra được dung mạo của bệ hạ? Đây rõ ràng là chính bệ hạ, làm sao có chuyện giả mạo được? Dung mạo tuy không thay đổi, nhưng bên dưới lớp da thịt biết đâu lại là một khuôn mặt khác. Bệ hạ, ngài nói, ta nói đúng chứ? Hô hô. Đồ gian thần Nghiêm Tùng, ngươi ba lần năm lượt đối với ta không tôn trọng, ta thấy ngươi chính là cố ý muốn tạo phản. Ta là Cửu Vũ Chí Tôn, chủ của đất nước, chân thật ngàn vạn lần, giả vờ ra vẻ. Ngươi nói ngươi là hoàng đế, ai có thể chứng minh? Ta có thể chứng minh. Ta có thể chứng minh bệ hạ thân phận tuyệt vô bán niệm hư giả. Ngươi lấy sự tự tin ở đâu? Chỉ bằng ta đã có cốt nhục của bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Nghiêm Tùng, nghe thấy chưa? Đừng nói thêm những lời hoang đường, khiến người ta buồn cười. Ta khuyên ngươi mau quỳ xuống chịu tội, tâu với bệ hạ xin được tha tội. Nếu không đợi ta điều động cấm quân sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Ta khuyên cha còn các ngươi, đừng mừng quá sớm. Cẩn thận sự thật phơi bày, rồng biến thành rắn. Ngươi thật to gan. Nghiêm Tùng, ngươi to gan thật. Truyền lệnh cấm quân, hành quân trắc, bảo vệ bệ hạ. Hôm nay ta sẽ cho các người thấy bộ mặt thật của bệ hạ. Không cần. Thì ra là ngươi. Ta hiểu rồi. Tất cả đều là do Triệu Nghị Hổ làm. Ta dám chắc lần trước cũng là Triệu Nghị Hổ giả mạo. Triệu Nghị Hổ dựa vào thứ quỷ quái mà hắn trồng ra đã lừa gạt tất cả chúng ta. Các ngươi đều thấy rồi đấy. Chỉ cần đeo mặt nạ này để có thể giả dạng thành bệ hạ. Ta dám chắc rằng lần trước ở triều đường cởi áo tự chứng cũng không phải là bệ hạ. Bệ hạ chân chính Sở Nghĩa Trang đã sớm chết, mà hiện tại cái gọi là bệ hạ chính là Sở Thanh Ca. Lẽ nào hắn nói là thật? Vậy thì đứa bé trong bụng ta rốt cuộc là chuyện gì đây? Loại rồng gì? Rõ ràng là loại hoang dã. Người đâu? Bạch Phượng giả mạo thánh thượng, Kim Quý Phi làm loạn hậu cung. Bắt hết lại cho ta. Nghiêm Tùng, ngươi là một bề tôi, bệ hạ và Triệu đại nhân sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Ta xem ai dám. Bái kiến bệ hạ. Có phải chúng đã phản nghịch không? Các ngươi muốn bị Chu Di cửu tộc à? Đứng dậy trả lời ta. Nghiêm Tùng, ngươi to gan lớn mật, nhân lúc bệ hạ không có mà làm loạn triều cương. Ta xem ngươi chết thế nào. Triệu Nhị Hổ, ngươi có yêu thuật như vậy, đương nhiên có thể giả mạo hoàng thượng bất cứ lúc nào.
ta có lý do để tin rằng ngày hôm đó ở triều đình tự chứng rõ ràng là ngươi giả mạo. Cái gọi là bệ hạ căn bản là một người phụ nữ, không dám cởi đồ. Nông cuồng, chấm bí mật xuất trình biên ải chính là để đề phòng ngươi có ý đồ khác, không ngờ ngươi còn tin sâu vào lời đồn, quá cố chấp. Nghiêm Tùng, ngươi có biết ngươi đã phạm tội chết không? Nếu ngươi thực sự là bệ hạ, Nghiêm Tùng đành nguyện nhận tội. Nhưng Sở Thanh Ca, ngươi có thể lừa được người khác chứ không lừa được ta. Ngươi chính là kẻ mạo danh, ngươi căn bản không có tư cách xét xử ta. Bệ hạ, có thể xin người nói thật với ta được không? Người thò ra thụt vào cùng ta mỗi đêm, có thật là người không? Nếu người là nữ tử, đứa bé trong bụng ta, cô nói gì? Có thai rồi. Nghiêm Tùng, người không phải không tin thân phận của hoàng thượng, vừa hay có một cách có thể chứng minh thân phận của hoàng thượng. Sao vậy? Hiện tại có thể để Sở Thanh Ca cởi quần áo. Cởi cái gì mà cởi? Ngươi giả dê sồm, suy nghĩ bẩn thỉu, ngươi như vậy mà còn làm thừa tướng. Vậy không cởi đồ, làm sao xác minh chân thân được? Nhận thân bằng máu. Vừa hai kim quý phi đang mang thai, vậy thì lấy máu thai nhi cùng với máu của hoàng thượng, nếu có thể hòa vào nhau, thế thì chứng minh thai nhi là long trùng của hoàng thượng. Điên rồi, ta làm sao có thể tạo ra đứa trẻ? Ngươi thử máu nhận thân không phải là vừa ý tên gian thần này sao? Bệ hạ, xem dáng vẻ căng thẳng của ngươi, nhất định là trong lòng có quỷ, không dám thử máu nhận thân. Được, vậy thì chúng ta hãy thử máu nhận thân, kiểm chứng thân phận. Không được, quý phi đang mang long thai, nếu lấy máu thai sẽ làm tổn thương thai khí, làm hại đến sức khỏe của quý phi. Cách này không ổn. Nếu bệ hạ không chịu nhỏ máu nhận con, vậy thì hãy cởi quần áo. Hai cách này do chính ngài chọn. Ngươi, bệ hạ, lão thần tin rằng bệ hạ là người không sai, nhưng vẫn xin bệ hạ nhỏ máu nhận họ hàng, trả lại cho quý phi sự trong sạch, để tránh kẻ tiểu nhân làm loạn, để lại tiếng xấu. Nhưng mà do dự, sợ sệt, ta thấy ngươi trong lòng có quỷ, không dám thử máu nhận thân. Rõ ràng ngươi chính là nhị công chúa, Sở Thanh Ca, ngươi chỉ là một nữ nhân. Ai nói bệ hạ tâm hư? Bệ hạ chỉ là thương quý phi, sợ thương tổn đến thai nhi. Người đâu? Chuyển thái y. Bệ hạ, đến lượt bệ hạ rồi. Triệu Nhị Hổ, phải làm sao đây? Người thấy chưa? Máu không hòa hợp. Đứa trẻ không phải của hắn, hắn căn bản là nữ nhân. Bệ hạ là nữ nhân, vậy đứa bé trong bụng ta rốt cuộc là của ai? Bệ hạ, giả dạng hoàng đế, làm loạn hậu cung, loại chuyện đại nghịch bất đạo này, ngoài Triệu Nhị Hổ ra còn ai vào đây? Triệu Nhị Hổ, mau nghĩ cách. Sở Thanh Ca, ngươi giả mạo hoàng đế, dung túng Triệu Nhị Hổ làm loạn hậu cung, tội chồng tội. Hôm nay ta sẽ thay tiên hoàng thanh trừng triều đình. Khoan đã, Nghiêm Tùng, mở to mắt chó của người nhìn ra cho rõ. Tan rồi, tan rồi, tan thành một khối rồi. Con gái mau ra xem, còn đúng là mang thai rồng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ta lại đoán sai rồi. Không thể nào, sao lại thế? Tại sao máu của chúng ta lại có thể hòa vào nhau? Người thường xuyên ăn dưa chuột của ta, dưa chuột vốn có tác dụng cầm máu, người ăn dưa chuột có linh khí, máu của người sẽ càng hiệu nghiệm, có thể hòa với máu của bất kỳ ai. Hóa ra là vậy. Nhưng sao ngươi không nói sớm, làm ta sợ hết hồn. Không sao, tối ta sẽ đẻ cho hết sợ. Hai dòng máu hòa vào nhau trong bụng kim quý phi rõ ràng là cốt nhục của bệ hạ, thân phận của bệ hạ không thể nghi ngờ. Thật là vô lý, Nghiêm Tùng nhiều lần phạm thượng, đại nghịch bất đạo, đáng phải chém đầu. Nghiêm Tùng, ngươi còn lời nào muốn nói không?
Tâu bệ hạ khai ân. Vi thần cũng lo lắng, triều cương hỗn loạn, quốc gia lung lay, cho giặc ngoài biên có cơ hội thừa cơ tấn công bệ hạ. Triệu Nhị Hổ lần này đánh tan 10 vạn quân thiết kỵ của người đột quyết trở còn về, còn gì phải sợ quân ngoại bang nữa. Đến ngươi, Nghiêm đại thừa tướng, là lão thần hai triều, nông cuồng kiêu ngạo, lừa dối quân vương. Nếu chậm hôm nay không trị tội ngươi thì lấy gì trị nước? Bệ hạ, cấm quân đã đến, người đâu, bắt hết lũ loạn thần, giam hết vào. Truyền chỉ của chấm, Nghiêm Tùng cách chức thừa tướng, ngay lập tức giam vào thiên lao, chọn ngày hành quyết. Bệ hạ, ngài làm lớn thế này, ngài có dẹp yên được không? Đưa đi. Đột quyết đã bị phá, loạn thần đã hàng, quý phi có hỉ, đây là ba chuyện vui lớn. Truyền chỉ của chấm, cả nước cùng mừng, miễn thuế 3 tháng. Hoàng đế anh minh, phong Kim Mộ Dung làm thừa tướng, phối hợp với thống soái cấm quân. Mong khanh đừng làm chấm thất vọng, tạ ơn hoàng thượng. Quý phi hiền lương thục đức, lại mang long thai, đây là công lớn. Từ nay phong làm hoàng hậu, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Triệu Nhị Hổ, ngươi bình định cuộc nội loạn của người đột quyết, lại giúp chấm dẹp loạn thần tặc tử, lập nhiều công trạng, nói muốn chấm ban thưởng gì cho khanh. Bệ hạ, thần không cần bất cứ ban thưởng nào, chỉ cần được ở bên cạnh người, chăm sóc người, yêu thương người, thần đã mãn nguyện. Có được một người thì có được cả thiên hạ, ta còn cần phần thưởng nào nữa chứ? Tốt, sẽ phong Triệu Nhị Hổ làm quốc sứ đại hạ. Dưới một người, trên bốn người, ai đồng ý, ai phản đối? Bái kiến quốc sư. Thừa tướng, thừa tướng ngài khỏe chứ? Không sao, đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ rửa sạch nỗi nhục này, bách bội phụng hoàn. Chuyện ở kinh đô, biên quan bên kia đã biết chưa? Thế tử báo tín, binh quyền biên quan đã bị hắn nắm lại trong tay. Thừa tướng yên tâm, hiện tại mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thừa tướng chỉ thị. Tốt lắm, truyền lệnh đi, để hắn liên lạc với người đột quyết, mở cửa biên ải, cho người đột quyết vào, trực chỉ kinh đô. Rồi hắn phát binh, dùng danh nghĩa Vô Tần hồi viện. Đến lúc đó hai lộ đại quân hợp binh, một lần hạ luôn kinh thành. Rõ. Mưu lược của thừa tướng thật hay, bây giờ không chỉ có thể chiếm được ngôi vua, mà còn có thể gặt hái được danh tiếng tốt. Sau này sử sách sẽ ghi chép Sở Nghĩa Trang vô năng, khiến cho các nước chư hầu vào kinh, đều nhờ công thừa tướng xoay chuyển tình thế, cứu bách tính khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Sao, trong sử sách ta vẫn là thừa tướng sao? Bệ hạ thứ tội, lúc đó người đã là Viêm Đế rồi. Cái tên Sở Nghĩa Trang này, nghĩ dựa vào Triệu Nhị Hổ mà có thể cao gối vô ưu. Một tên nông dân hèn mọn, làm sao đấu lại ta được? Chỉ cần lão phu dùng chút thủ đoạn, thiên hạ này sẽ nằm gọn trong tay ta. Các người cứ chờ đấy. Bệ hạ, chức vị dưới một người, trên vạn người, ta thật sự không hứng thú. Vậy ngươi hứng thú với điều gì? Thò ra thụt vào, ta rất hứng thú. Bệ hạ, thần thiếp xin bái kiến. Kim quý phi sao lại đến đây? Thần thiếp xin bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, nàng nửa đêm đến tìm chấm, có chuyện gì vậy? Bệ hạ, đêm dài đằng đẵng, thần thiếp đến tìm người còn có chuyện gì nữa? Cái đó, ái phi à, nàng đã có thai, không được vận động mạnh, cẩn thận động thai, giờ cũng không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ, thần thiếp mới có mang thôi mà, thái y nói không kiêng phòng sự. Ngài còn lo lắng điều gì? Hay là ngài đã chán ghét thần thiếp rồi? Nói vậy, nếu trẫm không thích nàng thì sao lại phong nàng làm hoàng hậu chứ? Đừng lo nghĩ nhiều. Vậy bệ hạ, người ngẩng đầu nhìn thiếp đi. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Thì ra da của Tiểu Kim đẹp thế. Thật là mịn màng. Nhất định là do ta tưới tắm cho nàng. Cái đó, nàng đừng có cười. Nàng sẽ hối tiếc đó. Bệ hạ, thần thiết đích phục thị bệ hạ. Không bao giờ hối hận. Bệ hạ, đừng lại đây. Triệu, Triệu Nhị Hổ. Triệu, Triệu Nhị Hổ. Sao ngươi lại ở trên giường? Ngươi thấy hết rồi sao? Cái nên thấy, cái không nên thấy ta đều thấy. Bệ hạ, rốt cuộc là sao? Cái này. Chẳng lẽ các ngươi đang long dương chi hảo? Nói bậy, bọn ta chính chính kinh kinh là nam tử hán, có thể chạy ngựa, đứng mày dầu đích thực. Hơn nữa Kim Quý Phi, sức mạnh của ta, cô hẳn đã được nếm thử rồi chứ. Ý ngươi là gì? Thôi được, đến nước này, chấm cũng không muốn giấu khanh nữa. Những lời đồn bên ngoài là thật. Chấm là nữ nhi. Cái gì? Ngươi là nữ nhân. Ta nói cho cô biết, nếu cô dám tiết lộ ra ngoài, ta sẽ giết cô trước, rồi giết đứa bé trong bụng cô. Nghe rõ chưa? Đứa bé trong bụng ta thực ra là con của ngươi. Cô là người phụ nữ mà Hoàng Huynh yêu nhất trước khi mất. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, ta sẽ không làm hại cô. 5 năm trước, Hoàng Huynh đã bị tên gian thần hãm hại. Ta vì muốn củng cố triều cương, bất đắc dĩ đành phải giả dạng Hoàng Huynh. Mong rằng cô hiểu cho. Thì ra là như vậy. Bệ hạ hãy yên tâm, Kim gia đời đời trung thành với dòng họ Sở, không có hài lòng. Cho dù người là nữ tử, họ Kim ta cũng một lòng trung thành. Người cứ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Ta đã bàn với bệ hạ, từ nay đứa trẻ sẽ mang họ Triệu. Làm sao ta có thể chắc đứa trẻ là của ngươi? Trừ khi ngươi phải cho ta nếm trải cảm giác lên mây đó lần nữa. Thừa tướng, thế tử có thư. Thái tử Đột Quyết Anh Sử Na Như đã khởi binh, trở thành khả hãn mới. Anh Sử Na Như, của có bản lĩnh. Đúng là ngoài dự liệu của ta. Hiện giờ thế tử đã cùng Đột Quyết Vương Tử xác định mối quan hệ liên minh. Chỉ cần thừa tướng ra lệnh, biên ải mở rộng, quân Đột Quyết có thể trực chỉ kinh thành. Các tuyến phòng thủ dọc đường đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Thừa tướng cứ yên tâm, trong triều vẫn còn một nhóm tín đồ trung thành, có họ lo liệu. Quân đội Đột Quyết đảm bảo có thể tiến thẳng, đánh thẳng vào kinh đô. Bên phía hoàng đế có động tĩnh gì không? Hoàng đế và Triệu Nhị Hổ ngày ngày vui chơi hưởng lạc, không hề hay biết gì. Tốt lắm, truyền lệnh cho thế tử, có thể bắt đầu rồi. Lần này ta sẽ khiến Triệu Nhị Hổ và tên cầu hoàng đế kia vạn kiếp bất phục. Hôm nay lên triều, chấm muốn hỏi ý kiến của các ái khanh. Rốt cuộc tội thần Nghiêm Tùng nên xử trí thế nào? Quý vị đang xem trên Nghiêm Tùng lừa quân phạm thượng, tội không thể tha. Theo luật phải chém đầu, diệt cả gia tộc. Bệ hạ, Nghiêm Tùng là lão thần hai triều, nhiều năm ở triều chăm chỉ tận tụy, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Bệ hạ nếu đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ đến tình cũ, sợ rằng sẽ tổn hại đến hình tượng nhân đức của bệ hạ. Quốc sư cho rằng thế nào? Bệ hạ, vi thần cho rằng gian thần nên giết. Tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc giết hắn. Nghiêm Tùng tại triều, hoạ loạn triều chính, kết đảng tư lợi, phải lôi hết lũ gian thần phản nghịch cùng cấu kết với hắn ra ngoài giết sạch, để trừ hậu họa. Bệ hạ không xong rồi, biên ải đã bị phá, quân Đột Quyết kéo đến như vũ bão, không thể ngăn cản. Cái gì? Quân đội Đột Quyết sao lại nhanh thế? Đã vượt qua biên ải, trước đó không có một chút tin tức nào sao? Con trai của Nghiêm Tùng là Nghiêm Thế Phiên, đáng lẽ phải đóng quân ở biên ải, nhưng nhà họ Nghiêm trước tiên là bị tước binh quyền, sau đó lại nghe tin cha bị giết, sắp bị chém đầu. Hỏi còn ai còn có tâm trí để chiến đấu? Ngay lập tức điều động binh lính dọc tuyến, quyết chặn đứng lũ dày này. Bệ hạ, không kịp nữa rồi. Quân đội Đột Quyết thế như trẻ tre, đã tiến sâu vào lãnh thổ Đại Hạ. Quân phòng thủ dọc đường tan tác, không quá 3 ngày, quân đội sẽ tiến đến kinh đô. Triệu Nhị Hổ, người có kế gì đánh lui quân địch không? Bệ hạ, thời gian gấp gáp, ta cũng không làm được gì.
những vũ khí bí mật của ngươi đâu, ngươi đã rất tự tin mà. Ta, bệ hạ, thời gian quá gấp, ta không làm được gì cả. Triệu Nhị Hổ, ngươi rốt cuộc định đảm bảo với trẫm thế nào? Chẳng phải ngươi nói anh Sử Đan như đã quy phục rồi tuyệt sao sẽ không còn lòng phản loạn? Cho dù hắn có làm loạn cũng có biện pháp đối phó với chúng, nhưng mà bây giờ thì sao? Ngươi chẳng làm được gì cả. Bệ hạ, ta, trẫm không muốn nghe ngươi nói nữa. Ngươi cũng giống như Nghiêm Tùng, đều là những kẻ lừa đảo chỉ biết nói dối. Chuyên chỉ của trẫm, cởi bỏ quốc sư phục của Triệu Nhị Hổ, giam vào thiên lao. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng cho thần. Đây không phải là Triệu đại quốc sư của chúng ta, sao lại không cẩn thận trở thành tù nhân? Đều là tù nhân. Đừng 50 bước cười trăm bước. Từ khi nào chúng ta đều ở vị trí cao, phong quang vô hạn? Không ngờ số phận trêu ngươi. Triệu Nhị Hổ, đừng đặt ngươi và ta ngang hàng. So sánh với nhau, ta là lão thần của hai triều đại, gia tộc danh giá, còn ngươi chỉ là thằng nhà quê, kẻ hèn hạ mà thôi. Ngươi muốn nói gì thì nói, dù sao thì cả hai chúng ta đều đã đắc tội với hoàng đế. Chờ đến khi kinh đô bị người Đột Quyết đánh chiếm, cả hai chúng ta đều phải mất đầu. Triệu Nhị Hổ, ngươi đã định sẵn không thể thoát khỏi cái chết, còn ta thì sẽ đi hái lấy của chiến thắng của ta. Ngươi muốn nói gì? Thừa tướng, thừa tướng, anh Sử Na đã chiếm hoàng cung, hoàng đế và triều thần đều bị khống chế, đều nghe lệnh của ngươi. Triệu Nhị Hổ, không ngờ ta đã sớm liên minh với Đột Quyết, cũng là ta cho người mở biên quan, rút bỏ phòng tuyến dọc đường. Ngươi và hoàng đế đã định là bại tướng dưới tay ta. Đồ bán nước, đê tiện vô sỉ. Lịch sử từ trước đến nay đều là kẻ thắng viết sử, còn sự thật chỉ theo xương cốt nhà ngươi mà chôn vùi trong ngục tối âm u này. Triệu Nhị Hổ, đợi ta lên ngôi, ta sẽ đến thăm người. Anh Sử Na Như, chúc mừng ngươi trở thành khả hãn mới của Đột Quyết, thật đáng mừng. Ta cũng xin chúc mừng thừa tướng đạt được như ý nguyện. Nghiêm Tùng, ngươi thông đồng với giặc bán nước, thật là nỗi ông nhục của đại hạ. Nỗi ông nhục của đại hạ. Ta sẽ lập tức trở thành hoàng đế mới của đại hạ, toàn bộ đại hạ sẽ thịnh vượng vì ta. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Sau này chúng ta sẽ đối với bệ hạ trung thành tận tụy, cúi đầu tận tụy. Lũ phản thần giặc cỏ, ta hận không thể xé xác các ngươi ra thành vạn mảnh. Ngươi không có cơ hội đó nữa, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Bệ hạ, lần cuối cùng ta gọi ngươi là bệ hạ. A Sử Na Ru, những kẻ dưới trướng ngươi có phải đều đã điên rồi không? Chúng không hề điên, người điên là ngươi. Ngươi làm sao ra khỏi ngục được? Bệ hạ thương ta như vậy, sao nỡ lòng giam ta thật? Nghiêm Tùng, nếu không phải ta và Triệu Nghị diễn một vở kịch, thì làm sao có thể dụ được lũ loạn thần tặc tử các ngươi tiêu diệt một thể? Tốt lắm, tốt lắm. Các người chơi xấu ta, anh Sử Na Như, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Người đứng ngây ra đó làm gì? Giết hết bọn chúng cho ta. Xin lỗi, bây giờ ta chỉ nghe có một người, đó là Triệu Nhị Hổ. Triệu đại nhân? Cái gì? Nghiêm Tùng, ngươi tưởng Đột Quyết với ngươi thật sự liên minh sao? Chúng ta sớm đã là huynh đệ, chỉ là diễn kịch với ngươi thôi. Nếu không phải Triệu đại nhân ra tay tương trợ, làm sao ta có thể nhanh chóng trở thành khả hãn như vậy? Nghiêm Tùng, ngươi nên chấp nhận số phận đi.
sức mạnh của ngươi không xứng đáng để làm đối thủ của Triệu đại nhân. Khoai tây nổ, bom anh đào, pháo ngô là những thứ mà cả đời này ngươi không bao giờ đạt tới được. Củ khoai tây gì chứ? Không, ta không tin. Ta không tin rằng mình lại thua một người đông dân. Bệ hạ, có một đội quân lớn đang tiến đến. Họ mang theo cờ hiệu của biên ải. Con trai ta dẫn theo quân hùng biên ải. Sắp đến rồi, các người chờ chết đi. Anh Sử Na Như, ta cho ngươi một cơ hội. Trở lại trung thành với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghiêm Tùng, về Triệu đại nhân thế nào? Ngươi chẳng biết gì về trí tuệ của Triệu đại nhân. Muốn chết, đợi con trai ta dẫn quân tới, sẽ giết sạch từng người từng người. Tất cả các người. Hắn không có cơ hội này. Thế phiên, sao lại thế này? Quân của chúng ta đâu? Bọn phản quân Nghiêm gia các ngươi đã bị chúng ta tiêu diệt sạch. Con trai ngươi dùng chim đưa tin đã sớm để ta ở biên quan. Giả chữ viết của Nghiêm Thế Phiên truyền tin giả cho các ngươi. Lão tặc, ngươi mắc lừa rồi. Bệ hạ, Triệu đại nhân, những điều này đều là cha chỉ ta chỉ thị cho ta. Không, đều là tên lão giả này. Ta đều bị hắn ép buộc. Các ngươi hãy tha cho ta. Ta van xin. Ta van xin ngươi tha cho ta một mạng. Phiên Nhi, Phiên Nhi, Nghiêm Tùng, 5 năm trước ngươi đã bày mưu hãm hại người thân của ta. Hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau này. Trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện. Thực ra phỏng đoán của ngươi đã luôn đúng. Ta chính là Sở Thanh Ca. Ngươi Nhị Hổ, đa tạ mưu kế của ngươi, lại giúp ta giải quyết một phiền toái lớn. Nhị Hổ ca ca, ngươi nói sẽ giết Nghiêm Tùng để cưới ta. Ngươi không thể nói mà không giữ lời được. Ta sợ rằng điện hạ không thể toại nguyện rồi. Trương Nhị Hổ hiện tại là nam nhân của ta. Hắn còn muốn cùng ta sinh con. Không phải ta. Hai người các ngươi đừng hòng nghĩ đến. Triệu Nhị Hổ là người của trẫm, không ai được phép đụng vào. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế.